Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Tập 133. Núi Vũ Công, Phát Vân Giới. Sở dĩ gọi là Phát Vân Giới, là vì đây là nơi được bao quanh bởi mây mù, tầm nhìn bị hạn chế, lúc ẩn lúc hiện, như là tiên giới. Nơi này bóng râm trải dài, ngăn cách ánh nắng mặt trời, gần như hiếm có người định cư ở đây. Ngày hôm nay, bỗng có một đội ngũ được trang bị đầy đủ, đang đi lại trong đây. Sau khi băng qua đồng cỏ bao la như là sóng biển chập trùng, đoàn người đi sâu vào trong tầng tầng lớp lớp dãy núi. Những người này chính là nhóm Hạ Thiên. Ngoại trừ Hạ Thiên, Y Tiểu Âm và Triệu Thanh Thanh ra, còn có Thịnh Kỳ Dương của Thánh Thủ Môn, lão giả mặc đường trang lương nhất đỉnh, đại sư Phong Thủy Chu Huyền Kính, cùng với trợ thủ hoặc là vệ sĩ mà mỗi người bọn họ mang theo. 3 tiếng trước, bọn họ vẫn còn mâu thuẫn và cãi cọ, đang dự tính sau khi xong chuyện thì nên chia chiến lợi phẩm như thế nào, kết quả là bị Hạ Thiên đâm một châm, từng người đều trở nên thành thật với nhau hơn. Hạ Thiên chưa hề biến bọn họ trở thành con rối thuần túy hay là đồ đần, chỉ là để bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, đi trước dẫn đường mà thôi. Còn bao lâu nữa, Chu Huyền Kính là người đầu tiên kiệt sức, tố chất thân thể còn không bằng lão giả mặc đường trang, thở hổn hển hỏi. Thịnh Kỳ Dương đáp lại, tiến về phía trước thêm một xíu là đến lối vào. Thế thì nghỉ, nghỉ một lát đã. Chu Huyền Kính nhấc ngón tay chỉ sắc trời, bây giờ còn sớm chán, lối vào nhất định phải dựa theo ánh trăng mới có thể mở ra, đi sớm cũng chả có tác dụng gì. Thịnh Kỳ Dương không nói gì, chỉ là nhìn Y Tiểu Âm, hiện tại bọn hắn đều không có quyền nói chuyện, làm chuyện gì cũng đều phải nghe theo Y Tiểu Âm. Vậy thì nghỉ ngơi nửa tiếng đi. Y Tiểu Âm nhàn nhạt nói. Ngoại trừ Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh, những người khác như thể chút được gánh nặng, đồng loạt đặt mông ngồi xuống ngay tại chỗ. Mặc dù thể lực của bọn họ tốt hơn Chu Huyền Kính rất nhiều, nhưng mà đi liền một mạch 3 tiếng đồng hồ trong núi, cũng mệt muốn chết. Lúc nghỉ ngơi, Chu Huyền Kính lặng lẽ lại ngồi gần Thịnh Kỳ Dương, nhẹ giọng hỏi tiểu tử đó rốt cuộc có lai lịch gì. Ta cũng không rõ lắm. Thịnh Kỳ Dương lắc đầu. Ta tiếp xúc với bảng giáo sư cũng không nhiều, chắc là cao thủ mà nàng mời tới từ đâu đó, dù sao 10 năm trước nàng suýt chút nữa đã bị người ta hại chết ở trong mộ. Lão giả mặc đường trang cũng rên nhẹ một tiếng, ta lại cảm thấy lão thái bà này rõ ràng là muốn một mình nuốt trọn kho báu trong mộ cổ, hiện tại chúng ta còn có tí tác dụng, chờ tới lúc tìm được kho báu, nàng sẽ giết chết chúng ta bất kỳ lúc nào. Hẳn là sẽ không, Thịnh Kỳ Dương có chút bán tín bán nghi. Thấp giọng nói, tuy bảng giáo sư làm việc không theo lẽ thường, nhưng nàng cũng chưa đến mức dám giết chết chúng ta cũng không phải là không có sơ hở của nàng. Nếu như thật sự muốn động thủ, thì nàng chưa chắc chiếm được tiện nghi gì. Ngươi quá ngây thơ, lão giả mặc đường trang trực tiếp khịt mũi coi thường những gì mà Thịnh Kỳ Dương nói, thậm chí xem thường chỉ số thông minh của hắn, lấy tính tình của bảng lão thái bà, nếu nàng ta đã dự định ăn trọn một mình. Thì nhược điểm mà ngươi nắm được sẽ chẳng có ích gì. Chu Huyền Kính vào đầu, vậy tính sao bây giờ? Lẽ nào thật sự phải giúp không công cho nàng? Hừ, Thịnh Kỳ Dương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nếu không phải bị người khác khống chế, Thịnh mỗ thả chết cũng sẽ không luồn cúi, châm pháp của tiểu tử kia quả thật là quỷ dị. Lão giả mặc đường trang lại thở dài thật sâu, đúng thật là không nghĩ rằng tiểu tử trông như học sinh kia, vậy mà lại có châm pháp thần diệu đến thế. Vừa có thể khiến chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, vừa không hạn chế toàn bộ suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, thật sự là đáng sợ. Ngươi nói như thế, làm ta nhớ đến một người. Chu Huyền Kính bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói các ngươi có nhớ 12 năm trước, có một người được xưng là thần y số 1 thiên hạ, khuấy đảo đế đô long trời lở đất, ngay cả Lý gia còn bị tiêu diệt, châm pháp của hắn cũng thần kỳ như vậy. Chờ đã. Đừng bảo ngươi muốn nói hắn là, người đó nha, trong đầu lão giả mặc đường trang lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, tiếp đó lại đột nhiên lắc đầu, người kia đã 10 mấy năm chưa xuất hiện, không biết là chết, hay là như thế nào. Chưa kể, tuổi tác cũng không giống, người kia ít nhất đã hơn 30, mà tiểu tử trước mắt cùng lắm là khoảng 20 tuổi hơn. Không phải là người kia thì tốt rồi, Chu Huyền Kính thầm thở phào nhẹ nhõm, có đôi chút sợ hãi. Thịnh Kỳ Dương hơi ngoài ý muốn, nói Chu tiên sinh, người có vẻ cực kỳ e ngại người kia thì phải, lẽ nào từng có ân oán gì với hắn à? Ân oán, Chu Huyền Kính lắc đầu không ngớt,
cười khổ nói, hạng người như ta sao có thể có ân oán gì với hắn chứ? Chẳng qua là 10 năm trước ta cho một bang phái tên là Thất Huynh Đệ Hội làm một việc, kết quả là không biết như thế nào mà bang phái kia lại chọc phải người đó, cao tầng trong bang phái tử trạng cực thảm, khiến ta gặp ác mộng mấy năm liền. Vậy coi như là mạng ngươi lớn. Lão giả mặc đường trang rên nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, người kia nổi danh có thù tất báo, chưa có chém tận giết tuyệt tất cả người trong bang phái các ngươi, đã là khoan dung độ lượng lắm rồi. Ngươi thử tưởng tượng lý ra xem, chà chà. Thịnh Kỳ Dương cảm nhận được ánh mắt của đám Hạ Thiên hình như đang tiến lại gần đây, lạnh sống lưng một cách khó hiểu, nói, đừng thảo luận chủ đề này nữa, chúng ta tụ họp hơi lâu rồi, sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Có chuyện gì, thì cứ đến hang động trong mộ cổ rồi nói sau. Ta muốn uống nước lạnh, ngươi đang đùa ta đấy à? Chu Huyền Kính bỗng nhiên thét to một tiếng, đẩy Thịnh Kỳ Dương ra. Thích uống không? Ngươi nghĩ ngươi là ai, bổn trưởng môn còn chưa được hầu hạ. Thịnh Kỳ Dương cũng phối hợp, hùng hùng hổ hổ đôi lời, liền rời đi. Lão giả mặc đường trang thấy thế đành phải thở dài thật sâu, chỉ số thông minh của hai tên đồng đội này đã xuống tới số âm rồi, đoán chừng là không thể trông cậy vào bọn họ. Một bên khác, Triệu Thanh Thanh nhìn ba người này luôn lén lén lút lút tụ tập một chỗ, liền nói với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, ba người bọn hắn hẳn là đang bày âm mưu quỷ kế gì đó. Hạ Thiên bĩu môi, đồ đệ ngoan, người yên tâm, chỉ dựa vào ba tên đần đó, thì không làm được trò trống gì đâu. Bọn họ muốn làm gì, không cần phải để ý đến điều đó. Y Tiểu Âm cũng nói, chúng ta chỉ cần bọn họ dẫn đường, chờ đi vào trong mộ cổ, bọn họ liền vô dụng. Triệu Thanh Thanh cười nói, muốn thủ tiêu bọn họ không? Y Tiểu Âm nhàn nhạt nói, không cần phải làm vậy, chỉ cần bọn họ không trêu chọc chúng ta, thì cứ mặc kệ bọn họ là được. Thế thì xem ra bọn họ chết chắc rồi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Triệu Thanh Thanh dương mắt nhìn bầu trời một chút, sư phụ, thật ra phong cảnh ở đây không tệ, đặc biệt là áng mây rất đẹp. Nhưng áng mây đó, thật ra là do linh khí bốc hơi tạo nên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Chứng tỏ dưới lòng đất khẳng định có một linh nhãn không lớn nhưng cũng không nhỏ, cái gọi là mộ cổ nói không chừng chỉ là động phủ của tu tiên giả đến từ dị giới. Nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua, đoàn người tiếp tục xuất phát. Lúc sắc trời dần tối, Thịnh Kỳ Dương rốt cuộc chỉ vào một sơn động cách đó không xa, nói, nơi đó chính là lối vào mộ cổ, cơ quan phía trước đã bị bọn ta phá giải, chỉ là càng tiến sâu vào bên trong càng cổ quái, mọi người cẩn thận là được. Y Tiểu Âm liếc nhìn cửa động kia, quả thật trông rất bình thường, không khác gì cửa động của vô số ngọn núi bình thường khác, hơn nữa còn có dây leo và cỏ dại che đậy, người bình thường coi như thấy, phỏng chừng cũng sẽ không nảy sinh hứng thú tiến vào thám hiểm. Sau khi Thịnh Kỳ Dương đến cửa động, giơ tay kêu Vương Siêu Phàm tới, để hắn mở ba lô leo núi ra, bên trong thế mà lại có một vài khẩu súng ống, bên trong có vài quái vật, vũ khí phòng thân chắc chắn không thể thiếu. Bàng giáo sư, người cảm thấy có cần phân phát cho mọi người không? Mặc dù Thịnh Kỳ Dương nói chuyện rất tự nhiên, nhưng mà ánh mắt lại vẫn nhìn về phía Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của bọn họ. Muốn cầm thì cầm đi, nhìn bọn ta làm gì? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không để bụng tí nào. Các ngươi cứ tùy ý, Y Tiểu Âm đương nhiên cũng không thèm để ý, những khẩu súng ống này đối với nàng, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Toàn là mấy thứ cồng kềnh. Sau khi những người khác lấy được vũ khí, trong lòng mới thoáng yên tâm, nếu không thì vào lúc đối mặt với ba người Y Tiểu Âm, đều sẽ mất tự tin. Ta đi vào trước, Bàng giáo sư các ngươi sẽ vào sau, Đỉnh Thúc và Chu Tiên Sinh sẽ bọc lót sau cùng. Thịnh Kỳ Dương lập tức sắp xếp đội hình, bởi vì lối vào sơn động cũng không lớn, chỉ cao tầm một người, miễn cưỡng có thể để hai người song song cất bước đi vào. Cho nên vào hết một lượt là điều bất khả thi. Y Tiểu Âm nhàn nhạt nói, cứ làm như thế đi. Được, Thịnh Kỳ Dương nháy mắt cho lão giả mặc đường trang và Chu Huyền Kính mà không để lại dấu vết gì, lập tức mang theo đồ đệ Vương Siêu Phàm của hắn, đi vào trong hang núi trước. Y Tiểu Âm, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh cùng tiến vào. Chu Huyền Kính suy nghĩ một hồi, liền một mình đi theo phía sau bọn Hạ Thiên. Lại một lúc sau, lão giả mặc đường trang mới mang theo hai vệ sĩ đi vào trong động. Bên trong hang động, vô cùng mát mẻ và ẩm ướt, cũng còn may thánh thủ môn quản lý nơi này,
cho nên hai vách tường đều có đèn đuốc chiếu sáng, bằng không mà nói, người bình thường đi vào nhất định sẽ tối mù, không nhìn thấy gì hết. Sư phụ, đó là vật gì? Đi chưa được bao lâu, Triệu Thanh Thanh bỗng nhiên nhấc ngón tay chỉ một vài thứ phía trên đỉnh đầu. Hạ Thiên bĩu môi, thuận miệng nói, là đá mà thôi. Đó là thạch nhũ, Y Tiểu Âm dứt lời, lông mày trong nháy mắt hơi nhăn lại, kỳ quái nói, chỗ này là một động đá vôi ư. Phía trước cách đó không xa vang lên giọng nói của Thịnh Kỳ Dương, ở phía nam, động đá vôi như này thật ra nhiều vô cùng, có thạch nhũ cũng không có gì là lạ, đi vào trong, còn có thể nhìn thấy không ít hóa thạch động vật thượng cổ. Bàng giáo sư, 10 năm trước chẳng phải ngươi đã tới đây rồi sao, tại sao còn? Y Tiểu Âm không hề trả lời, đôi mắt đẹp cẩn thận đánh giá những thạch nhũ ấy, luôn cảm thấy hoa văn của bọn chúng có chút kỳ lạ, hoàn toàn khác xa thạch nhũ mà nàng biết. Thịnh Kỳ Dương phát hiện mình bị bơ, cũng không nói gì thêm. Bất chi bất giác, mọi người đã đi được một khoảng thời gian, nhiệt độ càng ngày càng thấp, lúc hô hấp cũng có khói phun ra ngoài. May mà bọn Hạ Thiên là tu tiên giả, đối với môi trường có nhiệt độ thấp, hoàn toàn không có cảm giác gì. Lạ thật đấy, Thịnh Kỳ Dương lại nắm thật chặt quần áo, không thể hiểu ba người này rốt cuộc là thể chất gì, đành phải thúc giục đồ đệ Vương Siêu Phàm đi nhanh lên một chút. Tay chân vụng về thật, đi nhanh lên một chút, đừng làm mất thời gian của mọi người. Ngay vào lúc này, Vương Siêu Phàm đang đi đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương. A! À, cùng lúc đó, một tiếng ầm ầm vang vọng trong sơn động, phảng phất như là sâu trong sơn động có một con quái thú khổng lồ đang chạy như điên về hướng bọn hắn. Âm thanh ầm ầm bỗng dưng xuất hiện, rồi rất nhanh liền biến mất, khá là quỷ dị. Thịnh Kỳ Dương lo lắng cho an nguy của đồ đệ Vương Siêu Phàm, lập tức to tiếng gào thét vài câu, tiểu phàm, ngươi còn đó không? Còn sống không? Sâu trong sơn động, tiếng vọng dần yếu lại, nhưng không có ai trả lời. Mọi người lại không thể trực tiếp rút lui, mà chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, kết quả là nhìn thấy có một cái hố tử thần cực lớn ở phía trước. Lần này, tất cả mọi người hiểu rõ Vương Siêu Phàm nhất định là lành ít dữ nhiều. Chỉ là không rõ hắn đến tột cùng là gặp phải chuyện gì. Y Tiểu Âm nhìn cái hố này, cảm thấy có gì đó không đúng, cái hố này trông không giống như sụt lún tự nhiên, mà giống như là có quái vật gì đó đã khoét từ dưới đất lên trên, xuôi theo bên rìa thậm chí còn có vết cào rất sâu. Thịnh môn chủ, thánh thủ môn các ngươi quản lý hang động này nhiều năm, sao lại xuất hiện biến cố này? Lão giả mặc đường trang liếc nhìn một hố động sâu không thấy đáy kia, bất mãn chất phất với Thịnh Kỳ Dương. Thịnh Kỳ Dương thu hồi lại ánh mắt từ trong hố, nhàn nhạt nói, lòng đất ẩm ướt và mục nát, hơn nữa từng có không ít bọn trộm mộ vào đây, xuất hiện sụt lún, cũng chẳng có gì lạ cả. Chưa kể người chết là đồ đệ của ta, người kích động cái gì? Ta lại cảm thấy người đang giấu giếm gì đó. Lão giả mặc đường trang hoài nghi nhìn Thịnh Kỳ Dương, trong mộ có phải là có vài biến cố mà ngươi chưa từng kể với bọn ta, đúng không? Không có, Thịnh Kỳ Dương trực tiếp lắc đầu, đỉnh thúc, người nghĩ nhiều quá rồi. Trong mộ mọi thứ đều bình thường, hơn nữa chúng ta đã thăm dò hơn phân nửa, hiện tại càng ngày càng gần vị trí trung tâm của mộ cổ, rất nhanh liền có thể đến vị trí kho báu, nếu như ngươi sợ, hiện tại có thể rút lui. Lão giả mặc đường trang có chút do dự, mặc dù hắn nghi ngờ Thịnh Kỳ Dương không nói thật với hắn, nhưng mà bây giờ mới vừa tiến vào trong sơn động, còn chưa tới rìa huyệt mộ. Lúc này lùi bước thì thực sự là lợi bất cập hại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Chu Huyền Kính thay Thịnh Kỳ Dương nói chuyện, nhàn nhạt nói, đỉnh thúc, ngươi căng thẳng quá rồi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lẽ nào Thịnh môn chủ lại có thể cố ý thiết lập cạm bẫy để hại chết đồ đệ của mình ư? Lão giả mặc đường trang bèn rời mắt nhìn về phía Y Tiểu Âm, hỏi, bàng giáo sư, ngươi là chuyên gia về địa chất. Ngươi cảm thấy cái hố sâu này có bình thường không? Bình thường hay không cũng chẳng quan trọng, chúng ta đều phải tiếp tục tiến lên. Y Tiểu Âm không có trực tiếp trả lời, chỉ là chỉ tay vào sâu trong hang động, nếu như chỉ vì chút nguy hiểm ấy mà bị dọa sợ, vậy ngươi còn tìm bảo làm gì, ở bên ngoài ngoan ngoãn làm một người bố an nhàn chẳng phải tốt hơn sao? Lão giả mặc đường trang lập tức không phản bác gì được. Bàng giáo sư nói đúng lắm. Chu Huyền Kính vỗ tay một cái, nói chút chuyện nhỏ này không cần phải xoắn xuýt. Rất nhanh, mọi người liền đã nhất trí,
quyết định vòng qua cái hố rồi tiếp tục đi về phía trước. Hạ Thiên nhìn chằm chằm cái hố đó một hồi lâu, Triệu Thanh Thanh có chút kỳ quái, hỏi, sư phụ, người phát hiện cái gì à? Tạm thời không có gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng dưới đáy quả thật có đồ vật kỳ quái. Đồ vật kỳ quái, Triệu Thanh Thanh không rõ Hạ Thiên đang nói đến thứ gì, thế có nguy hiểm không? Hạ Thiên kỳ thực cũng không biết, thuận miệng nói, đối với người bình thường nhất định là nguy hiểm. Thế thì không có nguy hiểm với chúng ta rồi. Triệu Thanh Thanh biết rất rõ bọn họ cũng không phải người bình thường, xem ra trong mộ cổ này quả thật có rất nhiều vấn đề. Nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta đã không tới đây. Y Tiểu Âm nhàn nhạt nói. Triệu Thanh Thanh gật gật đầu, lại nói ta thấy tên Thịnh môn chủ ấy thần sắc mập mờ, hẳn là thật sự đang che giấu bí mật gì đó, có thể sẽ bất lợi cho chúng ta. Cho dù hắn muốn làm gì, đều là đang tìm đường chết. Hạ Thiên không đồng ý, bĩu môi, bọn đần này không biết tiếp thu bài học gì cả. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ càng ngày càng thấp, đèn đuốc cũng càng ngày càng ít, một cái lạnh thấu xương thấm qua toàn thân trên dưới của mọi người. Cả đội ngũ càng đi càng thưa thớt, lão giả mặc đường trang và Chu Huyền Kính ở phía sau đã sớm biệt tăm biệt tích, còn Thịnh Kỳ Dương đi ở phía trước cũng dần dần chỉ còn lại bóng lưng mơ hồ. Oanh! Tiếp đó, trên đỉnh hang động bỗng nhiên chấn động kịch liệt, tiếp đó mấy tảng thạch nhũ to lớn rớt xuống, trong nháy mắt ngăn trở ba người Y Tiểu Âm, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh. Cho dù là Thịnh Kỳ Dương ở phía trước hay là đám người lão giả mặc đường trang ở sau lưng, trong nháy mắt đều không thấy bóng dáng, giống như chui vào lòng đất. Quả nhiên muốn dở trò gì rồi? Triệu Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường nói, sư phụ, người bắt bọn họ trở về. Y Tiểu Âm nhàn nhạt nói, thôi, cứ mặc kệ bọn họ đi. Không phải chứ, Y Tiểu Âm, đám người này vậy mà dám hại chúng ta, không giết chết còn định giữ đến Tết Congo à? Triệu Thanh Thanh tương đối bất mãn nói. Bọn họ sẽ gặp quả báo, hà tất gì phải lãng phí sức lực của mình. Y Tiểu Âm liếc Triệu Thanh Thanh một cái, khuyên nhủ nói, người giàu gì cũng là tổ trưởng của Thiên Đạo Tổ, đừng có nảy sinh sát khí lớn như vậy. Có rất nhiều chuyện không cần giết người cũng có thể giải quyết. Triệu Thanh Thanh không đồng tình, thầm chửi một tiếng, nói dễ nghe thật, ta thấy ngươi đang có ý đồ bất chính thì có. Vậy ngươi nói xem ta có ý đồ gì? Y Tiểu Âm ngoái đầu nhìn lại, hỏi một câu. Hừ, Triệu Thanh Thanh cũng không biết tại sao, từ khi tiến vào sơn động, nàng mơ hồ không kiểm soát được tính khí của mình, đặc biệt là càng nhìn Y Tiểu Âm, trong lòng càng khó chịu. Tỉ như lời nói mới nãy, nàng cũng không muốn mở miệng, nhưng chính mình lại thốt lên. Đồ đệ ngoan, đừng kích động, người chỉ là bị khí tức làm ảnh hưởng. Hạ Thiên đưa tay đặt lên bả vai của Triệu Thanh Thanh, giải thích, khí tức từ dưới lòng đất xông lên, tu vi của ngươi còn chưa cao, cho nên hút vào một ít. Triệu Thanh Thanh cảm nhận được một luồng khí lưu vừa ấm vừa lạnh hòa vào trong cơ thể, lập tức tản ra khắp toàn thân, cảm giác buồn bực khó hiểu lập tức bị thanh trừ ra ngoài. Cả người cũng tỉnh táo lại. Không đúng, Y Tiểu Âm nghe Hạ Thiên nói, mới phát giác chỗ quỷ dị, nàng hiển nhiên cũng mắc lừa, nhưng nàng hiểu châm pháp, tự mình ép luồng khí tức kia ra khỏi cơ thể. Sau khi Triệu Thanh Thanh tỉnh táo lại, không khỏi nói, ta trúng chiêu, thế thì bọn Thịnh Kỳ Dương chẳng phải là... Chẳng phải vợ Y đã nói rồi sao, bọn họ sẽ gặp quả báo. Hạ Thiên cười hì hì nói, cho nên không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta tự làm chuyện của mình thôi. Ánh mắt của Y Tiểu Âm lạnh lùng liếc nhìn chỗ sâu trong hang động, nói, luồng khí tức quái dị đó truyền từ phía dưới lên. Vậy chúng ta trực tiếp đi xuống xem thử là được. Hạ Thiên thoáng nghiêm túc nói, luồng khí tức này, hẳn là mấy ngày nay mới xuất hiện, trước đó còn chưa có. Triệu Thanh Thanh hỏi, nghĩa là sao? Nói rõ trong mộ cổ này, không chỉ có mỗi chúng ta là khách không mời mà đến. Lông mày của Y Tiểu Âm hơi nhíu lại, hơi khó hiểu, tự nhủ thế nhưng, bọn họ đến đây từ đâu chứ? Vợ Y, sao nàng ngốc thế? Hạ Thiên cười hì hì nói, thật ra mộ cổ này chính là vòng xoáy thời không của một dị giới, cho nên nó tồn tại ở dị giới, người mà thật sự phải cảm thấy nghi ngờ, chính là những người dị giới đó. Y Tiểu Âm hiểu được, ý của ngươi là, có người dị giới phát hiện mộ cổ này. Ở chỗ chúng ta thì nó là mộ cổ. Ở bên chỗ bọn hắn, khả năng chỉ là một động phủ tu luyện của một lão tu tiên giả mà thôi. Hạ Thiên hứng hờ nói.
Ngay lúc này, dưới lòng đất vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, âm thanh nghe khá quen tai, nhiều khả năng là đám người Thịnh Kỳ Dương. Tuy nhiên, ngoài tiếng kêu thảm thiết ra, lại có vài tiếng rít gào kỳ quái, mặc dù trầm thấp, nhưng lại có thể khiến người ta đau màng nhĩ. Ầm ầm, lại có một chấn động kịch liệt, từ dưới lòng đất dâng lên, tiếp đó toàn bộ động đá vôi bắt đầu sụp đổ, thông đạo nhanh chóng lún xuống. Hạ Thiên đưa tay ôm eo thon của Y Tiểu Âm và Triệu Thanh Thanh, vẻ mặt ung dung rơi xuống lòng đất. Rơi xuống khoảng nửa tiếng, một đạo khe nứt thời không như có như không liền xuất hiện ở trước mặt ba người Hạ Thiên. Bên trong khe nứt, quả nhiên là một ngôi mộ cổ. Không gian ở đây khá rộng rãi, toàn bộ không gian là một hình tròn, các bức tường xung quanh đều có điêu khắc tượng thần cổ quái, ngay chính giữa thì bày một quan tài. Có điều, quan tài đã sớm bị người nào đó mở ra, bên trong rỗng tuếch. Người này là Phong Thủy Đại Sư. Sau khi rơi xuống đất, Triệu Thanh Thanh ở một khu đá vụn, thấy được một bàn tay đứt lìa, hiển nhiên người đã bị tảng đá đập chết, người này chết thảm thật. Một giọng nói yếu ớt vang lên, Bàng giáo sư, cứu, cứu mạng. Y Tiểu Âm nhìn về hướng giọng nói, thấy được lão giả mặc đường trang, nửa người của hắn cũng bị đá tảng đè lại, chẳng qua là vết súng trên ngực mới thực sự là vết thương khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện gì thế? Triệu Thanh Thanh nhìn lão giả mặc đường trang, hơi kinh ngạc nói, các ngươi gặp quả báo sớm thật. Lão giả mặc đường trang hấp hối, cố gắng thở một hơi, Bàng giáo sư, mau cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật. Lúc này còn ra điều kiện, đúng là ngu hết thuốc chữa. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu. Y Tiểu Âm không có bản lãnh cải tử hoàn sinh như Hạ Thiên, nhưng cũng đâm lão giả mặc đường trang một châm, để hắn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, bèn hỏi, nói đi, ngươi biết bí mật gì? Chúng ta đều mắc lừa. Lão giả mặc đường trang cảm thấy khá hơn đôi chút, cái cảm giác cận kề cái chết cũng dần dần yếu đi, lúc này mới lên tiếng, Thịnh Kỳ Dương có vấn đề, hắn cố ý dẫn chúng ta vào. Hắn nuôi một con quái vật dưới lòng đất này, vô cùng kinh khủng và đáng sợ, súng đạn cũng không có hiệu quả với nó. Vệ sĩ của ta và Chu Huyền Kính đều đã chết. Triệu Thanh Thanh khó hiểu, hỏi, thế hắn làm như vậy thì được lợi ích gì? Ta không biết, nhưng tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt lành gì, chỉ cần các ngươi mang ta ra khỏi đây, ngày sau tất có báo đáp lớn. Lão giả mặc đường trang khẩn cầu, mau rời khỏi đây, nếu không thì khi hắn trở lại, chúng ta đều sẽ chết. Y Tiểu Âm hỏi, bây giờ hắn đi đâu rồi? Trong mộ hình như còn có những người khác, hắn mang theo con quái vật đó đi giết những người đó rồi. Lão giả mặc đường trang vội vàng nói, chúng ta đi nhanh một chút, nếu không thì sẽ chết ở đây, lão phu tuyệt đối không nói đùa. Dĩ nhiên không phải chuyện đùa, lúc này, cách đó không xa vang lên một tiếng cười gằn, các ngươi đều phải chết, không có ai có thể chạy thoát. Bằng không ta trăm cay nghìn đắng dụ các ngươi tới đây, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Quả nhiên là Thịnh Kỳ Dương, chẳng qua là có một con dã thú cổ quái ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Hình thể của con dã thú đó cũng không lớn, trông gần giống một con chó, nhưng mà người không có lông, mà trái lại là toàn thân có đầy vảy màu vàng cho, còn có đôi mắt đỏ như máu, lộ ra sát ý lẫm liệt. Lão giả mặc đường trang nhìn thấy Thịnh Kỳ Dương hiện thân, gần như sợ đến nỗi hồn phi phách tán, trong miệng kêu gào, Thịnh môn chủ, ngươi đừng giết ta, lần này coi như ta thua, ta không cần gì cả, ngươi thả ta một con đường sống đi. Vốn là thả ngươi một con đường sống cũng không thành vấn đề. Thịnh Kỳ Dương cười lạnh nói, có điều, hiện tại đã muộn, thả ngươi đi ra ngoài, thế thì chẳng phải bí mật của ta sẽ bị bại lộ sao? Lão giả mặc đường trang liên tục thề thốt, ngươi yên tâm, ta không thấy gì hết, cái gì cũng không biết. Nếu mà không tin, thì ngươi có thể cắt đầu lưỡi của ta. Làm thế thì phiền toái quá, hay là cứ trực tiếp giết ngươi cho xong? Thịnh Kỳ Dương lắc đầu cự tuyệt. Cười nói, hơn nữa, ta còn có vị khách khác, không rảnh lãng phí thời gian với ngươi. Đình thúc, có thể chết ở trên tay ta, thật ra cũng xem như là vinh hạnh của ngươi. Chỉ thấy thân thể của quái thú đó run lên, hóa thành một luồng gió kỳ lạ, trong chớp mắt đã đến bên cạnh lão giả mặc đường trang, vô số vảy màu vàng cho biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, trực tiếp phân hủy thi thể lão giả mặc đường trang thành một vũng nước. Cảnh tượng này, phát sinh quá nhanh. Y Tiểu Âm và Triệu Thanh Thanh cũng không kịp phản ứng lại. Diễn biến này hơi sai sai.
Hạ Thiên bĩu môi, có chút khó chịu nhìn Thỉnh Kỳ Dương, đồ đần nhà ngươi trực tiếp bỏ qua mấy phân cảnh rồi. Triệu Thanh Thanh có chút khó hiểu, phân cảnh gì cơ a? Lẽ ra hắn cùng hai tên đần khác, sẽ cùng nhau phát hiện bảo bối gì đó trước, nhân cơ hội dụ chúng ta vào cái bẫy. Hạ Thiên cười hì hì nói, sau khi giải quyết chúng ta xong, ba người bọn hắn nhất định sẽ xảy ra nội chiến, sau đó đồ đần này mới lộ ra bộ mặt thật, giết chết hai người kia. Thỉnh Kỳ Dương nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn Hạ Thiên, ta biết ngay ngươi đã sớm nhìn ra rồi, cho nên màn khởi động mà ta chuẩn bị trước đó, đã không còn chút ý nghĩa nào. Ta cũng đã sớm nói, mọi người thẳng thắn với nhau, chẳng phải tốt hơn sao? Y Tiểu Âm lạnh lùng nhìn Thỉnh Kỳ Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, muốn làm gì, trước khi nói về vấn đề này, không phải các ngươi cần tự giới thiệu bản thân trước sao? Hai tay của Thỉnh Kỳ Dương sờ soạng đầu con quái thú, cười hì hì nói, đương nhiên, tốt nhất đừng hòng lừa ta, chú chó mà ta nuôi có thể phân biệt ra đâu là nói thật, đâu là nói giả, đến lúc đó nó cắn chết các ngươi, thì cũng đừng trách ta. Ngươi không thấy ngươi cũng cần giới thiệu bản thân sao? Y Tiểu Âm hỏi ngược lại, ngươi tuyệt đối không phải là Thỉnh Kỳ Dương. Thỉnh Kỳ Dương ha ha cười nói, vậy thì ngươi nhìn lầm rồi, tại hạ chính là Thỉnh Kỳ Dương, là môn chủ của Thánh Thủ Môn, hàng thật giá thật. Y Tiểu Âm không khỏi nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên đang tìm hắn để xác minh. Hắn không có nói láo, nhưng cũng không có nói thật. Hạ Thiên bĩu môi, nói với Y Tiểu Âm, cơ mà, vợ y, nàng cũng không cần biết hắn là ai, dù sao cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Ngươi nói thế làm ta hơi buồn. Thỉnh Kỳ Dương nghe Hạ Thiên nói, trên mặt lộ ra sắc mặt khó chịu, mắng ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi rất lợi hại. Nhưng mà ta không sợ ngươi, thậm chí là sau khi đoán ra ngươi là ai, ta còn khá hưng phấn, ban đầu chỉ là muốn dụ vài người đi vào, cho chú chó của ta ăn, không ngờ rằng lại dẫn con rồng như ngươi tới, đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà. Triệu Thanh Thanh cười nói, ngươi đoán ra sư phụ ta là ai, vậy mà còn không trốn. Xem ra là không hiểu hắn đủ nhiều rồi. Hừ, ta biết ngươi muốn nói gì. Thỉnh Kỳ Dương khinh bỉ hừ một tiếng, tiếp đó Dương Dương đắc ý, nói chỉ có thể nói đối thủ của hắn đều là phế vật, mà ta chính là người sẽ chấm dứt hắn. Ngươi muốn chấm dứt ta? Hạ Thiên không khỏi bắt đầu cười lớn, vậy mau động thủ đi, để ta xem thử đồ đần nhà ngươi có bản lãnh gì. Trên mặt Thỉnh Kỳ Dương lộ ra nụ cười tự tin, vô cùng bình tĩnh nói, không vội. Những kẻ ngáng đường đã bị ta giải quyết. Chúng ta còn nhiều thời gian, trước tiên cứ nói chuyện với nhau đã. Ngươi có biết nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều không, vậy mà còn muốn nói chuyện. Triệu Thanh Thanh cảm thấy đầu óc của tên này có bệnh, không khỏi coi thường, nói. Thỉnh Kỳ Dương cũng không để ý lắm, cười nói, đó là do những người đó ngu xuẩn, còn ta thì lại khác, sinh tử của các ngươi đã nằm trong tay ta, chỉ bằng một câu nói liền có thể giết các ngươi. Cho nên cần gì phải gấp gáp chứ? Lúc này, Y Tiểu Âm nói, người muốn câu dở à? Nói vậy thì có hơi không đầu không đuôi. Lông mày của Thỉnh Kỳ Dương theo bản năng nhướng lên, cười nói, người đang nghĩ câu dở hẳn là các ngươi mới phải, dù sao thà sống nhục còn hơn chết vinh, có thể sống thêm một giây cũng đã là sống rồi. Hạ Thiên bĩu môi, được rồi, bớt làm bộ làm tịch, người rõ ràng đang câu dở. Tiếp đó lại cười, nói, nếu là người khác, bây giờ chắc chắn sẽ liều mạng với ngươi, giành lấy một tia hy vọng sống. Có điều, ta thì khác, ta hoàn toàn không ngại ngươi đang gồng đại chiêu gì, tốt nhất là đại chiêu mạnh tới đâu thì gồng tới đấy, nói thẳng đi, ngươi cần bao lâu? Quả nhiên cuồng vọng vô tri như trong truyền thuyết, Thỉnh Kỳ Dương lắc đầu, có chút cảm thán, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ, mãi mãi sẽ không chết à. Hạ Thiên dùng loại ngữ khí đương nhiên. Nói, vô địch thiên hạ là thật, sẽ không chết cũng là thật. Ha ha ha, nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ cảm thấy lời này của ngươi rất buồn cười. Thỉnh Kỳ Dương bắt đầu cười ha hả một cách khó hiểu, nhưng mà hiện tại ta sẽ không như vậy, bởi vì ta biết, đây là điều có thể thực hiện được, hơn nữa ta sắp trở thành người trường sinh bất tử đầu tiên trên trái đất. Người đầu tiên, Y Tiểu Âm hiếm thấy trào phúng một câu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ở đây đã có ba người rồi. Thỉnh Kỳ Dương ngẩn người, nghĩ một hồi mới hiểu được ý trong câu nói của Y Tiểu Âm, nhưng cũng không cho là thật, mà ngược lại còn hiểu lầm ý của Y Tiểu Âm. Đương nhiên,
nếu như các ngươi có thể giết ta, quả thật cũng có thu được cơ hội trường sinh bất tử. Tên đần này hết thuốc chữa rồi. Triệu Thanh Thanh nói với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, đầu óc đã không thể tư duy theo kiểu thông thường, trực tiếp giải quyết thôi. Y Tiểu Âm nhàn nhạt nói, cứ nghe theo Hạ Thiên, chờ một chút rồi tính tiếp, để xem hắn rốt cuộc đang muốn dở trò gì. Thật ra các ngươi rất vinh hạnh, khi có thể chứng kiến một kỳ tích từ cổ chí kim. Thịnh Kỳ Dương thích biểu diễn, hoặc là nói có đồ vật gì đó đã xâm nhập vào não của hắn, để hắn lâm vào trong một sự phấn khích hết sức quỷ dị. Nếu như không chia sẻ đôi chút với người khác, thì hắn sẽ bị cảm giác bị phấn khích này dằn vặt đến chết. Đương nhiên, màn trình diễn của Thịnh Kỳ Dương dưới cái nhìn của ba người Hạ Thiên, kỳ thực có chút buồn cười. Với tư cách là tu tiên giả, bọn họ đã trường sinh bất tử từ lâu rồi. Có phải các người đều rất tò mò, một phàm nhân, làm sao có thể trường sinh bất tử, đúng không? Thịnh Kỳ Dương đã hoàn toàn không để ý đến phản ứng của bọn Hạ Thiên. Tự biên tự diễn, nói, mấy trăm năm trước, tiền bối của thánh thủ môn bọn ta đã phát hiện mộ cổ này. Nhưng mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào khu vực trung tâm của huyệt mộ, nên cũng không thu được đồ tốt gì. Y Tiểu Âm nhìn Triệu Thanh Thanh hơi mất kiên nhẫn, nắm đấm vẫn đang siết chặt, liền đề nghị, nói cứ coi như mình đang nghe hắn kể chuyện, đừng kích động quá. Triệu Thanh Thanh liếc nàng một cái, thả lỏng nắm đấm ra. Phất phất hai tay, sau đó khoanh tay ở trước ngực, nói với Hạ Thiên, sư phụ, đồ đần này rốt cuộc bị bệnh gì thế? Hạ Thiên lười biếng đáp lại, đồ đần này bị người ta đoạt xác, chỉ có điều phương thức đoạt xác có chút khác thường, cần thời gian để ấp, cũng sắp tới lúc thành công rồi. Sau đó, tìm một vài nhà địa chất học, đại sư phong thủy, hay thậm chí đi tìm Mô Kim Hiệu Úy, cuối cùng mới tiến vào khu vực trung tâm của huyệt mộ, và nhận được công pháp tu luyện di môn. Thịnh Kỳ Dương không nghe những gì mà bọn Hạ Thiên nói, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, khoảng 100 năm trước, Trác Môn chủ đời trước rốt cuộc tu luyện ra chút thành quả, chỉ là nếu muốn trúc cơ, thì cần hiến tế lượng lớn tu tiên giả, cho nên hắn đi núi Trung Nam mở hội nghị giới tu tiên gì đó, lấy danh nghĩa là bảo vệ quốc gia để hòng lừa gạt mấy trăm vị tu tiên giả vào lúc ấy, nhưng đáng tiếc sau cùng thì dã tràng xe cát. Nói một hồi, cũng có chút dính líu rồi. Hạ Thiên bĩu môi. Lại nghĩ tới đến chuyện mà Cố Hàm Sương đã nói với hắn, chính là trăm năm trước giới tu tiên phát sinh đại loạn ở núi Trung Nam, vào thời điểm đó có rất nhiều tu tiên giả chết đi, không nghĩ tới thế mà có liên quan đến thánh thủ môn. Nhưng Trác Môn chủ là kỳ tài ngút trời, hắn đã nghiên cứu ra biện pháp phá giải. Thịnh Kỳ Dương điên cuồng cười nói, đáng tiếc con trai của hắn và cháu trai quá kém cỏi, cuối cùng thì lại hời cho Thịnh mỗ ta. Ban đầu, thánh thủ môn bọn ta chỉ là dùng đủ loại danh nghĩa, dụ những người trời sinh có linh khí trong cơ thể tiến vào trong mộ, sau đó giết bọn hắn để tế luyện. Công việc này tính ra ít nhất đã làm được mấy trăm năm rồi, khoảng cách tế luyện thành công chỉ còn thiếu một xíu. Thế nhưng, các ngươi đã tới, thế thì lại khác. Dứt lời, ánh mắt của Thịnh Kỳ Dương phát lạnh nhìn Hạ Thiên, vào lúc ta đoán được ngươi là Hạ Thiên, ta thật sự vui muốn chết. Lương Nhất Đỉnh và Chu Huyền Kính còn nghĩ làm sao để trả thù ngươi, đúng thật là ngu hết thuốc chữa. Ta thì lại khác, ta biết rất rõ, ngươi chính là tu tiên giả, hơn nữa cảnh giới cũng không thấp, chỉ cần tế luyện ngươi, thì ta liền có thể bước lên đại đạo trường sinh bất tử, thậm chí trực tiếp ngưng tụ kim đan cũng không phải là điều bất khả thi. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi chỉ có thể chết, còn về kim đan thì khỏi phải mơ tới. Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thịnh Kỳ Dương quát lạnh một tiếng, giơ tay bấm một cái nút ở bên cạnh, chỉ thấy lòng đất bỗng nhiên lộ ra một hố sâu trong suốt, bên trong có tầng tầng lớp lớp hài cốt chồng chất nhau, trông vô cùng đáng sợ. Thịnh Kỳ Dương chỉ vào hài cốt ở nơi cao nhất, mặc quần áo cổ đại kỳ quái, mấy người này là tu tiên giả đến từ dị giới, khí thế hùng hổ, biết pháp thuật biết ngự kiếm, chẳng phải cũng đã chết dưới tay Thịnh mỗ ta đó sao? Các ngươi cảm thấy mình có thể ngoại lệ à? Nhàm chán quá, xem ra thời gian cũng không còn nhiều. Hạ Thiên bĩu môi, nói với Thịnh Kỳ Dương, cái thứ trong đầu ngươi vẫn ổn chứ? Nếu mà còn chưa đủ linh khí, thì ta có thể giúp ngươi trực tiếp thôi hóa thành công. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thịnh Kỳ Dương lạnh giọng nói, nếu ngươi đã không kịp đợi, vậy ta liền giết ngươi trước. Hạ Thiên thở dài, lấy ngân châm ra. Thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Thịnh Kỳ Dương.
Thịnh Kỳ Dương kinh hãi đến mức biến sắc, giơ tay muốn phản kích Hạ Thiên, nhưng đáng tiếc đã muộn, sau đầu đã bị đâm một châm. A! À, Thịnh Kỳ Dương theo bản năng duỗi tay ra sau sờ đầu, đồng thời ra lệnh cho con quái thú kia, cẩu tử, lên, cắn chết bọn chúng cho ta. Không cần kêu, chó của ngươi đã chết rồi. Giọng nói của Triệu Thanh Thanh truyền tới. Hả? Thịnh Kỳ Dương dương mắt nhìn, thình lình phát hiện con quái thú mọc đầy vảy đó đã bị Y Tiểu Âm và Triệu Thanh Thanh tiêu diệt, chết đến mức không thể thảm hơn. Chuyện này sao có thể? Thịnh Kỳ Dương sợ hãi không ngớt, đây chính là yêu thú đến từ dị giới, dù cho tu tiên giả trúc cơ kỳ, cũng không phải là đối thủ của nó. Triệu Thanh Thanh cười trả lời, đầu óc của ngươi quả nhiên có vấn đề, đã nói tu vi của bọn ta trên trúc cơ kỳ từ lâu rồi. Lấy linh khí hiện giờ của trái đất, làm sao có thể thai nghén ra tu tiên giả trên trúc cơ kỳ được? Trong mắt Thịnh Kỳ Dương đầy vẻ khó tin, thánh thủ môn bọn ta khổ tâm gây dựng mấy trăm năm, cũng chưa từng sản sinh một cường giả trúc cơ kỳ, các ngươi dựa vào cái gì? Ta không tin. Ngươi có tin hay không, điều đó không còn quan trọng, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Thịnh Kỳ Dương còn muốn nói thêm, nhưng bỗng nhiên cảm thấy trong đầu hình như có thứ gì đó đang sắp trào ra ngoài, tiếp đó đầu đau tới mức sắp nứt ra, vô số âm thanh, khí tức, hình ảnh nhỏ bé. Đều nổ lùm bùm trong đầu hắn, một loại cảm giác cận kề cái chết xông thẳng lên đầu, hắn cảm thấy có gì đó bất thường, chỉ là đã không còn kịp để phản kháng. Không lâu sau, đầu của Thịnh Kỳ Dương bỗng dưng phình to lên, tóc cũng rụng sạch, con mắt, miệng, mũi đều phát sinh dị biến bất thường. Hắn sắp nổ tung rồi à? Triệu Thanh Thanh liên tục lui về phía sau vài bước, cảnh giác hỏi. Y Tiểu Âm đáp lại, chỉ là đầu phát sinh dị biến, nếu như hắn không chết, hẳn là sẽ biết chuyện gì đang diễn ra. Thật ra cũng rất đơn giản, Hạ Thiên có chút hờ hững, nói thánh thủ môn, vì theo đuổi trường sinh, trực tiếp trồng tế bào hoặc là ý thức từ thi thể của các tu tiên giả lên người mình, sau đó dùng linh khí và huyết nhục để bù đắp. Tên đần này trồng ý thức, kết quả là ý thức của tu tiên giả trong đầu hắn mọc rễ và nảy mầm, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, phỏng chừng lúc này đây sẽ là thời điểm luồng ý thức đó chín muồi. Kinh tởm thật, Triệu Thanh Thanh nhìn cái đầu có hình thù kỳ quái của Thịnh Kỳ Dương, thở dài nói, thực sự có người vì trường sinh bất tử mà làm nhiều chuyện ác ôn đến vậy ư? Kinh tởm, Y Tiểu Âm thở dài nói, thật ra cũng chưa đến mức đó, nhìn tổng thể trong lịch sử loài người, vì cầu trường sinh, mà con người còn làm nhiều chuyện kinh tởm hơn. Triệu Thanh Thanh nhất thời cũng không phản bác được, khoảng thời gian tiếp nhận Thiên Đạo Tổ, nàng quả thật cũng xử lý qua không ít vụ việc này, biết những gì mà Y Tiểu Âm nói đều là thật. Hô, hô, hô. Lúc này, Thịnh Kỳ Dương rốt cuộc ngừng kêu thảm lại, chỉ là trong miệng phát ra tiếng thở dốc vừa kỳ quái vừa nặng nề, tiếng này quả thật không giống tiếng người, giống như là một con ác quỷ bò lên từ địa ngục. Hai con mắt của Thịnh Kỳ Dương trợn tròn, bỗng dưng bình thường trở lại, trong miệng bắt đầu kêu, thoát rồi, rốt cuộc thoát rồi, bản chân quân quả nhiên đã sống lại. Ha 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 ha. Dứt lời, Thịnh Kỳ Dương trở mình nhảy lên, tiếp tục cười dữ tợn mà không ngậm miệng được, không hổ là nghịch thiên chi pháp, cho dù chỉ là tàn quyển, cũng đã có công hiệu cải tử hoàn sinh. Chỉ là không biết bản chân quân rốt cuộc đã ngủ say bao lâu rồi, 100 năm, 1000 năm. Hay là 10000 năm? Ngươi ngủ say bao lâu, không ai biết hết. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, tuy nhiên, ngươi có thể sống bao lâu, thế thì phải xem đồ đần nhà ngươi có thể cung cấp cho chúng ta bao nhiêu tin tức hữu dụng. Ai? Thịnh Kỳ Dương đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong sự mừng rỡ, ổn định ánh mắt, lúc này mới nhìn thấy ba người Hạ Thiên, không khỏi kêu lên, các ngươi là người phương nào, tại sao lại ở trong động phủ của bản chân quân? Ngươi không có tư cách hỏi bọn ta. Hạ Thiên bĩu môi, nhấc tay chỉ vào Thịnh Kỳ Dương, ngươi chỉ cần trả lời đàng hoàng câu hỏi của ta và vợ y y là được. Khóe miệng của Thịnh Kỳ Dương nhếch lên, lạnh lùng nói, ha ha, lại dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với bản chân quân, đúng thật là không biết sống chết mà. Oanh! Hạ Thiên cũng không khách khí, trực tiếp tung một cước đạp hắn bay ra ngoài. Dám ra tay với bản chân quân, ngươi muốn chết. Thịnh Kỳ Dương giận tím mặt, hai tay vỗ một cái, bỗng dưng phình lớn mấy trượng, trong nháy mắt như hai cây đại thụ, đập về hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ liếc mắt hai cánh tay này, lập tức nhẹ nhàng tránh né.
Trong ánh mắt Thịnh Kỳ Dương tràn đầy vẻ khó tin, kêu gào, ngươi lại dám bất kính với bản chân quân, có tin bản chân quân để ngươi sống không bằng. A, oanh, Hạ Thiên lại tung một cước đạp hắn té xuống đất, cái gì mà chân khuyển giả khuyển, ở trước mặt ta đều phải thành thật. Ngươi đến tột cùng là ai, là người phương nào? Sau khi Thịnh Kỳ Dương chịu vài thiệt thòi, cũng trở nên thành thật, chỉ là nằm trên mặt đất, hận hận nhìn Hạ Thiên có dám nói ra tên thật. Nói cho ngươi biết cũng được, Hạ Thiên cười hì hì nói, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Ta biết đồ đần nhà ngươi tu luyện thuật nguyền rủa, cơ mà thứ này không có tác dụng với ta. Nực cười thật, Thịnh Kỳ Dương đương nhiên không tin lời này, phàm là ở trong tam giới, trong ngũ hành, tất cả sinh linh sẽ phải chịu ràng buộc của nguyền rủa. Hiện tại bản chân quân sẽ khiến thần hồn của ngươi. Ồ, tại sao lại như vậy? Thật sự vô dụng ư? Hạ Thiên lắc đầu, nói, lúc ngươi đang phát động nguyền rủa, chẳng lẽ ngươi không cẩn thận suy nghĩ một chút, mình đang ở đâu sao? Chuyện này, nơi này không phải Bắc Hãn giới. Thịnh Kỳ Dương nhắm mắt mấy giây, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, nơi này vậy mà lại là nơi bị tiên ruồng bỏ, bản chân quân chỉ bế sinh tử quan mà thôi, làm sao lại tới đây chứ? Y Tiểu Âm nghe được hai từ mấu chốt từ trong miệng người này, không khỏi hỏi, Bắc Hãn giới mà ngươi nói là nơi nào, nơi bị tiên ruồng bỏ là chỉ chỗ nào? Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà nói chuyện với bản chân quân như thế? Thịnh Kỳ Dương có chút tức giận quát mắng, chẳng qua là mắng xong, lại bị Hạ Thiên tát một bạt tai, đành phải thành thật trả lời nói, Bắc Hãn giới, chính là thế giới thứ 19 bị liên minh tu tiên chinh phục, do một vị thiên đạo kim tiên tọa chấn. Còn về nơi bị tiên ruồng bỏ, dĩ nhiên là chỉ nơi man hoang không hề có linh khí, và không có tu tiên giả nào đạt tới độ kiếp kỳ, là nơi chuyên dùng để lưu đày bọn tội phạm hoặc là bọn bất đồng chính kiến với liên minh tu tiên. Vậy ngươi là ai? Y Tiểu Âm hỏi tiếp. Ngươi không biết bản chân quân là ai ư? Thịnh Kỳ Dương sửng sốt một chút, tiếp đó nhớ ra nơi này cũng không phải là nơi mà hắn quen thuộc, bản tọa là Kim Chú chân quân, đệ tử nội môn của Ngũ Hành Tông. Tu vi là kim đan kỳ đỉnh phong. Triệu Thanh Thanh bèn hỏi, vậy sao ngươi lại đến trái đất của bọn ta? Trái đất, Thịnh Kỳ Dương sững sờ, tiếp đó liền ngộ ra, nói, bản chân quân không biết tại sao lại tới nơi này. 3.000 năm trước, tuổi thọ của bản chân quân sắp cạn, thế là mạo hiểm muốn ngưng tụ nguyên anh, kết quả là thất bại, ngay cả kim đan cũng nát. Cho nên trực tiếp chế tạo ra một đại trận nghịch thiên quỷ chú để kéo dài tính mạng. Chỉ cần có người tiến vào động phủ của ta, liền bị thần thức của ta xâm nhập vào cơ thể, sau đó từ từ trưởng thành, cuối cùng ngưng tụ ra ý chí của bản chân quân, nhằm thực hiện mục đích phục sinh. Do đó, bây giờ ngươi đã phục sinh lại. Y Tiểu Âm suy nghĩ một hồi, phát hiện một vấn đề mấu chốt, nói cách khác, trước lúc ngươi tỉnh lại, ngươi không hề nhớ gì hết. Thịnh Kỳ Dương cười nhạo, nói, đó là tất nhiên, đó chỉ là thuật nguyền rủa. Lúc đó thần thức của bản chân quân phá toái, vừa trầm luân trong cửu u, tránh né quỷ sai truy bắt còn không xong, thì làm sao mà có thể biết chuyện gì đang diễn ra. Vợ y y, xem ra không hỏi được tin tức hữu dụng gì từ trên người tên đần này rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Y Tiểu Âm giơ tay ngắt lời Hạ Thiên, lại hỏi tiếp, nghịch thiên quỷ chú trận mà ngươi vừa nói là cái gì? Đó là tàn trận mà ta học được từ trong Dạ Thiên Thư. Thịnh Kỳ Dương trả lời. Dạ Thiên Thư, lần này, Y Tiểu Âm thật sự ngạc nhiên, cách đây không lâu nàng vừa lấy được quyển sách này từ Dạ Ngọc Mị, mà Dạ Ngọc Mị lại lấy được nó từ Âm Hậu, tiếp tục suy ra từ dữ kiện đó, thì nhiều khả năng Âm Hậu lấy được Dạ Thiên Thư từ chỗ Ma Vân Chân Nhân, mà Ma Vân Chân Nhân vừa hay đã từng tới nơi này. Y Tiểu Âm trấn định tinh thần, nói tiếp. Dạ Thiên Thư hay còn được gọi là Nghịch Thiên Chân Kinh, đó là một trong những bí mật bất truyền tối cao của liên minh tu tiên. Thịnh Kỳ Dương không tự chủ nhìn Hạ Thiên một cái, nói tiếp ta cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được vài tờ tàn quyển, khổ tâm nghiên cứu và tu 1.0005, chỉ là căn cứ theo một vài pháp môn hành khí trong đó, kết hợp với thuật nguyền rủa của ta, mới phát hiện ra đại trận Nghịch Thiên Quỷ Chú để kéo dài tính mạng. Dứt lời, có chút khiếp sợ. Hỏi, mấy vị rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại xuất hiện ở bổn? Trong động phủ của ta, còn vô lễ với ta như thế. Bọn ta là ai, người biết cũng vô dụng.
Triệu Thanh Thanh không nhịn được nói, hiện tại những gì mà ngươi cần làm, chính là ngoan ngoãn hợp tác với bọn ta, bằng không, bọn ta có trăm phương ngàn kế để khiến ngươi chết thêm lần nữa. Thịnh Kỳ Dương mặt mày run lên, quả thật cảm nhận được vận mệnh của mình đang nằm trong tay ba người trước mặt, chỉ là ấm ức trong lòng vẫn khó bình, bản chân quân trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới cải tử hoàn sinh, bây giờ lại bị mấy tên phàm nhân ở nơi bị tiên ruồng bỏ này gây khó dễ, quả thực là nhục nhã vô cùng. Ngươi đừng nghĩ làm trò quỷ gì, vô dụng mà thôi. Hạ Thiên nhìn ra tâm tư ẩn giấu trong lòng Thịnh Kỳ Dương, bĩu môi, chỉ bằng chút thuật nguyền rủa ấy của ngươi, không có tác dụng trên trái đất. Bởi vì người trên trái đất, không có dính tới tam giới hay ngũ hành chi khí của các ngươi. Lúc này, Y Tiểu Âm cũng nói, còn nữa, ba người bọn ta, mỗi người đều có tu vi cao hơn ngươi, cho nên đừng làm trò, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Này! Chuyện này sao có thể? Thịnh Kỳ Dương vô cùng kinh ngạc, nơi này chính là nơi bị tiên ruồng bỏ, linh khí mỏng manh, cho dù là tu tiên giả trúc cơ kỳ cũng không thể tồn tại. Lẽ nào mấy vị là tiền bối từ thượng cửu giới lưu vong xuống đây? Thượng cửu giới là nơi nào? Triệu Thanh Thanh hỏi. Thịnh Kỳ Dương trả lời, thượng cửu giới, chính là chín thế giới có linh khí vô cùng dồi dào mà các cao tầng trong liên minh tu tiên đang ở, còn được xưng là chân tiên chi giới. Ngoại trừ người trong thế giới bọn họ ra, thì chỉ khi người của các thế giới khác tu đến chân tiên mới có tư cách đến đó. Trong lúc nói, trong động bỗng nhiên vang lên âm thanh bùm bùm nhỏ. Đám Hạ Thiên không khỏi sững sờ một chút, sau đó liền nhìn thấy cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng. Trong mộ thất, bỗng nhiên lấp lóe vô số cảnh tượng mờ mờ ảo ảo. Tinh hà bao la, rong rêu ở khắp nơi, bóng người đi đi lại lại. Vô số hình ảnh sặc sỡ phức tạp. Lóe lên không theo quy luật, giống như là thước phim ảnh hồi xưa, trong không khí dường như còn có một nguồn sức mạnh vô hình đang khẽ động. Có chuyện gì thế? Triệu Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh sợ. Thịnh Kỳ Dương nhìn thấy này cảnh tượng cũng kinh ngạc không thôi, trong miệng kêu gào, đây, đây là... Bên ngoài có người muốn cưỡng ép mở vòng xoáy thời không này ra, nơi này sắp không chịu nổi. Hạ Thiên Dương mắt nhìn một hồi, bình chân như vậy nói. Triệu Thanh Thanh sửng sốt một chút, nói, không thấy có ai xông tới cả. Không phải bên chúng ta đâu, Y Tiểu Âm trong nháy mắt hiểu ra, khẳng định không phải bên trái đất xảy ra chuyện, mà là bên Bắc Hãn giới có người đang chuẩn bị xông vào vòng xoáy thời không này. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Thanh Thanh trần chờ nói, rút lui sao? Hạ Thiên cười hì hì nói, không vội, để xem thử là ai rồi tính sau. Không lâu sau, trên đỉnh mộ thất bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một con mắt ngũ sắc to lớn, tiếp đó một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên, các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện trong cấm địa của ngũ hành tông? Ngươi là ai? Hạ Thiên ngước mắt nhìn con mắt ngũ sắc, lười biếng hỏi. Lão Phu chính là Thanh Mộc Tông, tông chủ của ngũ hành tông. Con mắt ngũ sắc trợn mắt nhìn Hạ Thiên một cách ngỡ ngàng, lại lớn tiếng quát hỏi, ta thấy các ngươi không phải là đệ tử của ngũ hành tông. Quần áo lạ lùng, cũng không giống người của Bắc Hãn giới. Các ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở trong cấm địa của bọn ta? Y Tiểu Âm và Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút phi diệu, không nghĩ tới vậy mà gặp người dị giới ở đây, thế giới quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Sư phụ, là sư phụ à? Thịnh Kỳ Dương bỗng nhiên khôi phục lại tinh thần, kêu gào với con mắt ngũ sắc. Con mắt ngũ sắc chuyển động. Lúc này mới chú ý đến Thịnh Kỳ Dương, sau một hồi mới lên tiếng, giọng nói này là. Bảo Lâu, là ngươi ư, ngươi chưa chết à? Sư phụ, đúng vậy, là ta chưa có chết. Thịnh Kỳ Dương tâm tình phức tạp, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Con mắt ngũ sắc cũng dần dần ướt át, giọng nói cũng có chút run rẩy. 3000 năm, ngươi mất tích ròng rã 3000 năm, ngươi rốt cuộc là đi đâu, sao giờ lại thành ra bộ dáng này? Chuyện này nói rất dài dòng, Thịnh Kỳ Dương lộ vẻ mặt khổ sở, có chút thở dài, nói, khi đó, đại nạn của đệ tử sắp tới, nên đệ tử muốn bế tử quan, cố gắng đột phá cảnh giới. Ai mà ngờ, chỗ bế quan lại trở thành vòng xoáy thời không, trôi dạt tới một nơi bị tiên ruồng bỏ không hề có chút linh khí nào, đành phải phát động ra một chú trận trước khi đại nạn lâm đầu, để lại hạt giống ý thức, cho đến bây giờ mới có thể phục sinh. Thì ra là vậy. Con mắt ngũ sắc hiểu ra, lại nhìn ba người Hạ Thiên, ba người này là bằng hữu của ngươi à?
Thịnh Kỳ Dương theo bản năng dương mắt nhìn Hạ Thiên một cái, sau đó nói, cũng không phải, bọn họ đều là người của nơi bị tiên ruồng bỏ này, là tới tìm đệ tử để kiếm chuyện. Hừ, ba người các ngươi cút đi, lão phu cũng chẳng muốn nói chuyện với các ngươi. Con mắt ngũ sắc hơi ngưng trọng, lộ ra uy nghiêm lẫm liệt, nơi đây là cấm địa của ngũ hành tông ta, cho dù các ngươi dùng cách gì để tiến vào, thì đều đã phạm vào luật cấm của bọn ta. Niệm tình các ngươi không phải là người của Bắc Hãn giới, lần này liền tha các ngươi một mạng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với con mắt ngũ sắc này, lão đầu nhi, đầu óc của ngươi có vấn đề à? Làm càn, ngươi kêu lão phu bằng gì? Con mắt ngũ sắc giận lửa giận bừng bừng, lạnh lùng trợn mắt nhìn Hạ Thiên, đừng nghĩ rằng lão phu không giết được các ngươi. Đừng làm bộ làm tịch, ngươi rõ ràng là không giết được bọn ta. Hạ Thiên cười hì hì nói, hơn nữa ngươi cũng không có năng lực đó, nên đừng có mạnh miệng nữa, không có ý nghĩa gì đâu. Con mắt ngũ sắc tức giận không thôi, trực tiếp trừng mắt về phía Hạ Thiên, chỉ là biên giới thời không nhỏ bé mà thôi, thật cho rằng lão phu không làm gì được các ngươi cơ à. Chỉ cần dùng đại thủ đoạn, xé rách biên giới ra, là có thể ép các ngươi thành bột mịn. Thật sao, Triệu Thanh Thanh bỗng nhiên hiểu ra điều gì, giơ tay nâng Thịnh Kỳ Dương lên, thế thì đồ đệ bảo bối của ngươi cũng sẽ chết theo, hắn vất vả lắm mới phục sinh lại. Thế thì các ngươi có thể thử một lần. Con mắt ngũ sắc cũng không sợ uy hiếp, ngữ khí lạnh lùng, lão phu sẽ dùng hết tu vi toàn thân, phong ấn vùng biên giới thời không này lại, để cho các người vĩnh viễn bị nhốt ở trong này. Sư phụ, tính sao đây? Triệu Thanh Thanh nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói, không cần nghe lão đầu nhi này nói hưu nói vượt, hắn không hề có bản lãnh đó. Xèo. Lúc này, thân thể của Thịnh Kỳ Dương bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Tứ chi đã biến thành móng vuốt sắc phủ đầy vảy, không khác gì con quái vật kỳ quái lúc trước. Thịnh Kỳ Dương vừa nhấc tay liền tóm Triệu Thanh Thanh vào trong tay, lập tức nhảy lên một cái, xông thẳng tới vị trí con mắt ngũ sắc. Muốn đi, không có cửa đâu, Y Tiểu Âm thấy thế, lập tức nhún người, ra sức cho Thịnh Kỳ Dương một cước, trực tiếp đá hắn bay ra ngoài, Triệu Thanh Thanh liền rơi vào lồng ngực của nàng. Triệu Thanh Thanh nhìn Y Tiểu Âm một cái. Sau đó nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, Y Tiểu Âm khoát tay áo một cái, ta không phải là vì cứu ngươi, chỉ là không thể để hắn rời đi như vậy được. Không thể hiểu nổi ngươi đang nghĩ cái gì. Triệu Thanh Thanh bĩu môi, cứu thì cứ nói cứu, cái này có gì mà khó thừa nhận đâu. Y Tiểu Âm không có phản ứng Triệu Thanh Thanh, chỉ là ngước mắt nhìn con mắt ngũ sắc giữa bầu trời, lẳng lặng chờ hậu chiêu của đối phương. Sư phụ, giết bọn chúng đi, mau giết bọn chúng đi. Sau khi Thịnh Kỳ Dương ngã xuống mặt đất, bỗng nhiên kêu to một cách điên cuồng, nếu ta đã tỉnh lại, vậy thì mệnh bài của ta ở trong tông phái sẽ có hiệu lực, đến lúc đó ngươi tìm một tên đệ tử cho ta đoạt xá là được, nhưng mà ba người này tuyệt đối không thể giữ lại. Ta có linh cảm, tương lai bọn họ sẽ trở thành tai họa khổng lồ cho ngũ hành tông chúng ta, thậm chí là cả Bắc Hãn giới. Con mắt ngũ sắc lộ ra vẻ xoắn xuýt. Nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm, lớn tiếng quát lên, nếu đã như thế, vậy vi sư sẽ làm theo ý ngươi. Liệt Thiên Tù, chú ra. Một đoạn thần chú rườm rà và tối nghĩa lập tức vang lên bên tai Hạ Thiên, Y Tiểu Âm và Triệu Thanh Thanh, ngay sau đó liền chồng chất lên nhau, phảng phất như hành lang uốn khúc dài vô tận đang hiện ra ở trước mắt bọn họ. Đây là chiêu gì? Triệu Thanh Thanh kinh ngạc không thôi. Không lâu sau, toàn bộ mộ thất bỗng dưng bay lên không trung. Có vô số dây leo trông như những chiếc vảy đang bao phủ lấy cả tòa mộ thất này. Hạ Thiên hơi nghiêm túc, nhìn con mắt ngũ sắc trên bầu trời, chậm rãi nói, xem ra hắn muốn mang vòng xoáy thời không này ra khỏi trái đất, sau đó tiến hành phong ấn, kéo tới Bắc Hãn giới kia. Y Tiểu Âm lạnh giọng nói, chúng ta đều ở đây, làm sao có thể để hắn làm như thế được? Vợ y, đừng nhúc nhích, cứ để hắn làm. Hạ Thiên cười hì hì nói. Y Tiểu Âm kỳ quái nhìn Hạ Thiên, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, nếu mà hắn làm xong, vậy thì chúng ta sẽ phải bị vây ở đây mãi mãi. Hắn không làm được, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhìn con mắt ngũ sắc trên bầu trời như thể đang nhìn một tên ngốc, hắn không có bản lãnh đó, nhưng cũng không thể để hắn ung dung được. Đang nói, Hạ Thiên bỗng lấy một ngân châm ra, đâm liên tiếp mười mấy châm lên hư không. Lúc này, mộ thất đang chậm rãi bay lên không bỗng ngừng lại giữa chừng,
những cọng dây leo như vậy cũng cấp tốc lùi lại. Chuyện này sao có thể? Con mắt ngũ sắc lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có thể phá giải bí thuật chí cao của ngũ hành tông ta, còn dùng cây ngân châm nhỏ xíu đó, chuyện này tuyệt đối bất khả thi. Được rồi, bớt nói nhảm. Hạ Thiên nhặt một hòn đá lên, bỗng dưng cong ngón tay búng một cái, nặng nề đánh vào giữa con mắt ngũ sắc. A, con mắt ngũ sắc kia lập tức đau đến mức nhắm lại. Khi con mắt nhắm lại, cả tòa mộ thất trong nháy mắt trở về vị trí ban đầu. Con mắt ngũ sắc giữa bầu trời lại mở mắt ra, đã triệt để mất hết quyền kiểm soát đối với mộ thất, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất không thấy tăm hơi. Đáng ghét, con mắt ngũ sắc tức đến nổ phổi, giọng nói vẫn đang vang lên trong đầu bọn Hạ Thiên, các ngươi cứ chờ đấy, cho dù cách bao xa, lão phu thề rằng sẽ tìm được các ngươi. Vậy là xong rồi ư? Triệu Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Hạ Thiên gật gù, xong hết rồi, vòng xoáy thời không này đã bị ta xóa đi, hiện tại chúng ta đang ở trên trái đất. Vậy xử lý tên này như thế nào giờ? Triệu Thanh Thanh đá Thỉnh Kỳ Dương đã ngất đi. Ngươi cứ xử lý theo ý mình thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lờ đễnh nói. Lúc này, Y Tiểu Âm nói, người này còn có tác dụng, còn có thể moi ra càng nhiều thông tin liên quan tới liên minh tu tiên tử trong miệng hắn. Hiểu rồi, cứ mang hắn về Thiên Đạo Tổ, từ từ tra khảo là được. Triệu Thanh Thanh đáp lại. Không lâu sau, ba người dạo vài vòng mộ thất từ trong ra ngoài, ngoại trừ phát hiện một ít quyển sách cũ rích bị rách vài trang, cùng với đan hoàn và pháp khí ra, những thứ khác đều là phế phẩm. Về phần vàng bạc châu báu mà Thỉnh Kỳ Dương nói lúc trước, lại không nhìn thấy đâu, nhưng chẳng sao cả, đám Hạ Thiên cũng không coi trọng những thứ đó cho lắm. Những quyển sách cổ này, nhiều khả năng có liên quan đến Dạ Thiên Thư, ta phải nghiên cứu kỹ một xíu. Y Tiểu Âm trực tiếp đánh dấu chủ quyền với mấy sách cổ đó, đương nhiên Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh cũng không có cướp của nàng. Lại kiểm tra thêm một vòng, quả thực không đồ vật giá trị nào khác, đám Hạ Thiên liền rời khỏi mộ thất, trở lại Phát Vân Giới. Y Tiểu Âm trực tiếp trở về Giang Hải, vội vã muốn nghiên cứu những quyển sách cổ đó. Sư phụ, người về Giang Hải hay là về Kinh Thành với ta? Triệu Thanh Thanh gọi thành viên của Thiên Đạo Tổ tới, bọc kín Thỉnh Kỳ Dương lại, đang định mang hắn về Kinh Thành để từ từ tra khảo những vấn đề có liên quan đến liên minh tu tiên. Hạ Thiên không nghĩ rằng Y Tiểu Âm lại trở về Giang Hải một mình, trực tiếp bỏ mặc hắn, tâm tình đang có phần khó chịu, còn về việc đi Kinh Thành với Triệu Thanh Thanh, hắn còn phải cân nhắc một chút. Ngay vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có một giọng nữ truyền đến, người muốn làm gì? Cút xa ta ra! Hạ Thiên bỗng dưng sáng mắt lên, nói với Triệu Thanh Thanh, người về Kinh Thành đi, ta phải ở lại đây. Triệu Thanh Thanh đang buồn bực, vừa rời mắt liền bắt gặp nữ nhân mới lên tiếng kia, lập tức âm thầm thở dài, cũng không nói gì thêm, trực tiếp rời đi. Tổ bối bối thích đi du lịch, cũng không phải vì muốn đi đâu, mà là ưa thích cảm giác xuất phát, và khám phá một vài cảnh đẹp mà người khác thường không chú ý đến. Vì vậy, đối với các danh lam thắng cảnh mà mọi người đều biết, nàng cũng chẳng có nhiều hứng thú. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần có thể tránh khỏi sự quấy rầy của tên đại sắc lang Hạ Thiên, thì đi đâu kỳ thực cũng không quan trọng. Mấy ngày trước, sau khi rời khỏi thành phố Giang Hải, Tô Bối Bối muốn đi Vân Lĩnh tham quan, kết quả là lúc đang ngồi xem tạp chí trên tàu cao tốc, thì tình cờ thấy được một điểm du lịch hầu như không nổi danh gì mấy ở trong nước, chính là núi Vũ Công ở Phát Vân Giới. Trên tạp chí có giới thiệu rằng sẽ tổ chức lễ cắm trại trong diện tích 10 vạn mẫu, việc này quả thật rất hợp sở thích của nàng. Tưởng tượng mà xem, trên bãi cỏ bát ngát, một thân một mình nằm trong một chiếc lều, ngẩng mặt lên trời là tinh không bao la, sau đó yên lặng nghe nhạc, thật ra cũng là một cách để giảm stress vô cùng hiệu quả. Thế là, Tô Bối Bối lập tức đổi điểm đến, đi tới núi Vũ Công. Trong mấy ngày kế tiếp, nàng khá vui vẻ, ban ngày nhìn ngắm phong cảnh, ban đêm thì ngủ ngon giấc, sau đó lẳng lặng đợi lễ cắm trại bắt đầu. Chỉ là Tô Bối Bối không ngờ rằng, buổi tối khi sắp tới lễ cắm trại, thì chỗ và chiếc lều mà nàng đã chọn lại bị người khác cướp lấy, người phụ trách lại còn khuyên nàng nhường chỗ và lều cho người nọ. Ý ngươi là sao, có phải là thấy ta dễ ức hiếp không? Tô Bối Bối bất mãn, nhìn một nam tử trung niên bụng phệ đứng ở trước mặt nàng, ta đã thanh toán tiền, ta sẽ không nhường chỗ và lều, buổi tối ta sẽ ngủ ở đấy. Mỹ nữ,
người nói thế là không đúng. Nam tử trung niên kia chính là lão bản cho thuê lều và chỗ, trên mặt hắn không có chút áy náy nào, thậm chí còn đanh đá, nói tiền của ngươi, hiện tại ta có thể trả lại cho ngươi, còn về chỗ và lều đó đã có người khác coi trọng, ta cũng đã đáp ứng bọn họ. Chẳng qua là người khác trả nhiều tiền hơn, Tô Bối Bối không muốn bị phá hỏng tâm tình bởi loại chuyện nhỏ này, trực tiếp nói ta có thể cho ngươi giá gấp 10 lần, tốt nhất là đừng đến làm phiền ta. Giá gấp 10 lần, không thể không nói, lão bản mập quả thật có chút động lòng, lại hỏi lần nữa, ngươi nói thật chứ? Tô Bối Bối không nhịn được nói, lừa ngươi thì có ích gì chứ, hiện tại ta có thể đưa tiền cho ngươi, nhưng mà, ta không muốn bị làm phiền thêm lần nào nữa. Được được được, ai nhiều tiền hơn thì người đó thắng. Lão bản mập cười tươi như hoa, ngay lúc muốn gọi điện thoại, bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra từ bên cạnh, đập điện thoại di động của hắn xuống đất. Lão bản mập tức đến nỗi há mồm liền mắng chửi, đậu ngoá, là tên nào, nếu điện thoại di động của lão tử bị rớt bể, ngươi đền nổi không? Ta đập đó, có ý kiến à? Người mở miệng chính là một tên lưu manh tóc vàng có bộ dáng hơi hèn mọn, thái độ thì cực kỳ hung hăng. Lão tử bảo ngươi làm mỗi chuyện cái lều, ngươi lề mà lề mề nãy giờ chưa xong, muốn ăn đòn rồi phải không? Nhuộm tóc vàng, kỳ thực là một trào lưu khá quê mùa, nhưng ở một nơi nhỏ bé và vô danh này, vẫn có rất nhiều thanh niên vô công dỗi nghề thích làm như vậy. Cũng không phải bọn hắn không muốn theo kịp trào lưu của các thành phố lớn, mà là điều kiện không cho phép, dù cho bọn họ muốn khác biệt so với mọi người, cũng chỉ có thể nghĩ tới biện pháp quê mùa này. Hoàng ca à, sao thế, ta đang nói chuyện với nàng. Lão bản mập vừa nhìn thấy nam tử tóc vàng này liền sợ hết hồn, chỉ là nàng không đồng ý, ta cũng hết cách. Bớt giả ngu đi, chẳng phải con mụ này bỏ thêm tiền sao? Nam tử tóc vàng đẩy lão bản mập sang một bên, sau đó ngắm nhìn Tô Bối Bối từ trên xuống dưới, sau khi phát hiện là một đại mỹ nữ, lập tức nổi sắc tâm, cười thầm, vị mỹ nữ này, nếu mà ngươi không muốn nhường lều lại thì cũng được. Vậy thì tối nay ngủ cùng ta, thế nào? Đôi mi thanh tú của Tô Bối Bối cau lại, lạnh lùng nói, miệng thối, thì tốt nhất là đeo khẩu trang, hoặc là ngậm miệng lại. Bằng không thì, đừng trách ta đá nát cái miệng của ngươi. Ồ, tính khí cũng dữ dằn thật. Nam tử tóc vàng chẳng những không giận mà còn cười, tiến lên hai bước, tiến đến gần Tô Bối Bối. Lão tử thích ngươi như thế này, ngày hôm nay ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện lều, vì ngươi cũng sẽ là của ta. Ngươi muốn làm gì? Tô Bối Bối không thích người xa lạ tiếp cận mình, lại còn là nam nhân xa lạ, trực tiếp tung một cước đạp hắn ra, cút xa ta một chút. Đương nhiên, một cước này của nàng cũng không dùng bao nhiêu khí lực, bằng không sẽ trực tiếp đạp chết đối phương. Vậy mà còn biết chút võ à? Nam tử tóc vàng bị đạp lui về phía sau vài bước, không chỉ không tức giận, mà trái lại còn hưng phấn, ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi, đại mỹ nữ, chi bằng làm bạn gái của ta. Như thế nào? Làm cái đầu ngươi, cút. Tô Bối Bối vốn chỉ muốn đi du lịch thanh thản, kết quả vẫn gặp phải loại cặn bã tinh trùng lên não này, thật sự là phá hỏng tâm tình du lịch. Chuyện này ngươi không quyết định được. Lúc này, nam tử tóc vàng búng tay một cái, tiếp đó liền thấy 7-8 tên lưu manh từ 4 phía xông ra, trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn và bẩn thỉu. Đại mỹ nữ, chỉ có thể trách chính ngươi không cẩn thận, nơi này chính là trong núi, dám phản kháng. Giết chết ngươi rồi giấu xác vào sâu trong núi, sẽ không ai phát hiện ra. Vẻ mặt của Tô Bối Bối chán ghét nhìn những người này, lạnh giọng nói, xem ra trước đây các ngươi từng làm không ít chuyện ác thì phải. Sao có thể nói là chuyện ác được, cái này gọi là chuyện tốt, đúng không, các anh em? Nam tử tóc vàng nhếch miệng cười cợt, những tên côn đồ khác cũng cười cợt theo. Nếu đã như vậy, thế thì thủ tiêu các ngươi ở đây, sẽ không ai phát hiện, đúng chứ? Tô Bối Bối không phải hạng người tốt lành gì, đặc biệt là trước đây không ít lần chứng kiến Hạ Thiên ra tay giáo huấn bọn đần tìm đường chết, cho nên trong người nàng cũng có chút khuynh hướng bạo lực. Nam tử tóc vàng càng cười tươi hơn, nói với đám tiểu đệ, mỹ nữ đến từ thành phố lớn đúng thật là khác biệt, không biết sợ tí nào, còn dám uy hiếp ngược lại chúng ta nữa kìa, đúng thật là vi diệu. Lập tức, lại duỗi tay chỉ vào Tô Bối Bối, đại mỹ nữ. Nếu ngươi thật sự có biện pháp trừng trị bọn ta, thế thì cứ việc dùng, ca ca ta tuyệt đối chịu đựng được, đừng nói chết một lần, coi như chết 10 lần 100 lần, cũng cam tâm tình nguyện, hơn nữa. Nếu đồ đần nhà ngươi đã nói như vậy,
thế thì ta sẽ chiều ngươi. Lúc này, một âm thanh lười biếng bỗng nhiên vang lên. Nam tử tóc vàng vừa nghe có người ngắt lời hắn, trong nháy mắt bèn nổi giận, há mồm liền mắng, ai, mẹ nó, là ai đang nói chuyện? Muốn chết rồi đúng không, dám ngắt lời lão tử. Hoàng ca, hắn ở đó. Một tên côn đồ nhấc ngón tay chỉ đỉnh núi ở cách đó không xa. Nam tử tóc vàng dương mắt vừa nhìn, quả nhiên thấy một tiểu tử choai choai chạc 20 tuổi đang ngồi xổm ở nơi đó, cười hi hi nhìn hắn, không nhịn được mắng, tiên sư nó, có dám xuống đây không, lão tử sẽ không đánh chết ngươi. Ngươi đúng là không đánh chết ta được, người nọ lười biếng ngáp một cái, có điều, mấy tên đần các ngươi đều phải chết. Tổ bối bối nghe được giọng nói này, lập tức liền biết người tới là ai, không khỏi thở dài, tên sắc lang chết bầm nhà ngươi, đúng thật là âm hồn bất tán mà, sao tới đây rồi mà còn gặp lại ngươi. Bối nha đầu, gặp được ta, nàng nên cao hứng mới đúng chứ. Hạ Thiên cười hì hì, nói với Tô Bối Bối. Cao hứng nổi mới là lạ, tâm tình của Tô Bối Bối khó chịu, trực tiếp mắng, chính vì né tên sắc lang ngươi đây, mà ta mới phải chạy đến đây để du lịch, không nghĩ tới vẫn bị ngươi tìm được. Hạ Thiên càng cười khoái trá hơn, vô cùng nghiêm túc, nói, bối nha đầu, nàng hiểu lầm rồi. Ta với vợ Y Y, và Thanh Thanh đồ đệ tới đây làm việc, kết quả là làm xong việc liền đụng phải nàng, điều này chứng tỏ ta và nàng có duyên với nhau, ông trời cũng muốn tác hợp chúng ta. Hừ, hừ, ngươi đừng có mơ, Tô Bối Bối không nhìn được khinh bỉ Hạ Thiên, bổn tiểu thư sẽ không coi trọng ngươi như biểu tỷ đâu, cái gì mà duyên số, cho dù có duyên thì cũng là nghiệt xuyên. Hạ Thiên cũng không tức giận, mà ngược lại còn cao hứng hơn nói, bối nha đầu, nàng nói cũng đúng, thật ra nghiệt duyên còn lâu dài hơn duyên phận bình thường, bền chắc và sâu sắc hơn. Dứt lời, lại nở nụ cười với Tô Bối Bối, bối nha đầu, nàng quả nhiên vẫn luôn yêu thầm ta. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Tô Bối Bối cảm thấy có chút đau đầu, nàng biết mình kế hoạch du lịch của mình đến đây xem như là chấm hết. Một bên, nam tử tóc vàng lửa giận bừng bừng, hắn không ngờ rằng đôi trai gái này lại quen biết nhau, hơn nữa còn dám ở ngay trước mặt hắn liếc mắt đưa tình, hoàn toàn coi hắn như không khí, lập tức nổi giận, quát mắng, này, hai người các ngươi nói xong chưa, thật sự coi lão tử như không khí à? Tổ bối bối nhìn tên nam tử tóc vàng này đã phiền chán vô cùng, lúc đầu còn muốn tự mình ra tay, hiện tại có Hạ Thiên đến, vậy thì giao cho hắn là được, tên sắc lang chết bầm. Ngươi tới xử lý mấy tên này đi, ta đi dựng lại lều của mình. Tiên sư nó, muốn đi, đừng có hòng. Nam tử tóc vàng thấy thế lập tức đưa tay ngăn cản đường đi của Tô Bối Bối. Đáng tiếc, Tô Bối Bối không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, phớt lờ hắn, trực tiếp đi xa. Có chuyện gì vậy? Nam tử tóc vàng không khỏi ngây ngẩn cả người, tay phải của hắn rõ ràng đã chắn ở trước người Tô Bối Bối, làm sao nàng có thể đi khơi khơi như không có chuyện gì? Nam tử tóc vàng không khỏi cúi đầu nhìn lại, trực tiếp sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, tay của hắn đã không còn. Không bị gãy, cũng không phải là bị chặt đứt, mà là không còn. Giống như xưa giờ hắn chưa từng có tay phải vậy, toàn bộ cánh tay đều biến mất. Quỷ dị là, hắn lại không có tí cảm giác nào. Dám dòm ngó đến bối nha đầu, lá gan của tên đần nhà ngươi cũng lớn lắm đó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh nam tử tóc vàng, không phải ngươi vừa mới nói muốn chết 10 lần trăm lần sao? Ngày hôm nay ta sẽ chiều theo ý ngươi, không cần cảm ơn. Lên hết cho ta, chém chết tiểu tử này. Nam tử tóc vàng không còn để ý đến cánh tay phải biến mất một cách quỷ dị của mình nữa, giống với bọn tiểu đệ ở phía sau. Hạ Thiên bĩu môi, vô dụng thôi, đừng kêu loạn nữa. Nam tử tóc vàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện tiểu đệ của mình từng người một như là tượng điêu khắc, không thể động đậy, không khỏi hoảng sợ, hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chẳng làm gì cả, Hạ Thiên cười hì hì nói, chỉ là giúp các ngươi thực hiện lời hứa mà thôi, chớ sốt sắng, các ngươi chỉ cần chết 10 lần, 100 lần, là được. Vừa dứt lời, Hạ Thiên liền thu ngân châm lại, người cũng đã rời khỏi hiện trường mấy trăm mét, hiển nhiên là đang đuổi theo Tô Bối Bối. Nam tử tóc vàng há mồm muốn kêu Hạ Thiên đứng lại, kết quả là phát hiện mình không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, mà đám tiểu đệ của hắn bỗng nhiên bò về phía hắn, như thể là zombie trong phim ảnh. Không ai biết trong góc sơn cốc bí ẩn này đã xảy ra chuyện gì,
cũng không ai biết đám côn đồ này và cả lão bản mập đó rốt cuộc đã đi đâu. Dù sao đều là tiểu nhân vật mà thôi, có tội thì gặp quả báo, ai lại đi quan tâm. Bên ngoài lều, vẻ mặt của Tô Bối Bối cảnh giác nhìn Hạ Thiên, để hắn đứng xa xa, lớn tiếng quát hỏi, có phải ngươi đã gắn thiết bị theo dõi lên người ta không? Dĩ nhiên là không, Hạ Thiên cười hì hì nói, xưa nay ta sẽ không dở trò đó với vợ của mình gì, nàng hẳn phải hiểu điều đó. Nói cũng đúng, mặc dù Hạ Thiên là một tên lưu manh không giảng đạo lý, nhưng mà đúng thật là sẽ không nảy sinh ý đồ xấu đối với vợ của hắn. Hừ hừ hừ, ai là vợ của ngươi chứ? Tô Bối Bối vừa an tâm, bỗng dưng phát hiện có gì đó sai sai, lại mắng, thế sao ta lại gặp ngươi ở đây, đến nơi khỉ ho cỏ gáy này, ngươi còn có thể tìm được ta. Hạ Thiên cười hì hì, không phải đã nói rõ, chúng ta có duyên với nhau sao? Ai có duyên với ngươi chứ? Tô Bối Bối có chút bất đắc dĩ thở dài, ban đầu còn muốn vui vẻ đi chơi mấy ngày, bây giờ bị cụt hứng. Không đâu, Hạ Thiên trịnh trọng nói, có ta giúp nàng, nàng nhất định sẽ vui hơn. Tô Bối Bối lườm Hạ Thiên một cái, ta vui nổi mới là quỷ. Bối nha đầu, đừng cứ mãi quỷ này quỷ nọ, thế giới này căn bản không tồn tại quỷ. Hạ Thiên nói với Tô Bối Bối. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nữ trẻ, hai, không thể nói như thế. Quỷ là có thật, ta đã tận mắt chứng kiến. Tô Bối Bối quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ nhân mở miệng cách lều của nàng không xa, còn có bốn nam nữ trạc tuổi nàng đang ở cùng nàng. Vị đại mỹ nữ này, ngươi đừng nghe bạn trai ngươi nói lung tung, đối xử với những thứ đó, trong lòng vẫn phải có một chút kính nể. Sắc mặt của nữ nhân đó khá là trịnh trọng, coi chừng gặp quả báo. Hạ Thiên bĩu môi, mặt đầy xem thường, trên thế giới này cũng không tồn tại quả báo, trừ khi có người chọc ta, thì ta sẽ cho hắn nhận quả báo. Tô Bối kéo Hạ Thiên một cái, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Nữ nhân kia bỗng chốc đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Bối Bối, cười nói, bọn ta là hội chuyện ma thất tinh, chính là một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những hiện tượng linh dị. Tối nay có một hoạt động, các ngươi có hứng thú tham gia cùng bọn ta không? Tô Bối Bối kỳ quái nói, hoạt động gì? Ha ha, chớ sốt sắng, thật ra cũng không có gì. Nữ nhân kia che miệng cười cợt, tối nay có đốt lửa trại, cùng ăn thịt nướng, cùng kể một vài chuyện ma có thật ngoài đời. Tô Bối Bối lại hỏi, để tham gia, cần điều kiện gì không? Cũng không có điều kiện gì, dù sao càng nhiều người càng vui, càng có thêm bầu không khí. Nữ nhân kia nhìn thấy khuôn mặt của Tô Bối Bối, có chút ước ao, nói, huống chi có đại mỹ nữ như ngươi tham gia, những nam sinh kia chắc chắn sẽ kích động đến mức phát điên mất. Tô Bối Bối là một người thích vui chơi giải trí, hơn nữa có thêm người ngoài thì Hạ Thiên sẽ không thể chiếm tiện nghi của nàng quá trớn, bèn gật đầu, vậy thì được, ta sẽ tham gia. Thế còn bạn trai ngươi? Nữ nhân kia liếc Hạ Thiên, trần chờ hỏi. Không cần để ý đến hắn. Tô Bối Bối vì để tránh phiền phức, cũng không có giải thích cho người ngoài mối quan hệ giữa nàng với Hạ Thiên, người yêu thì cứ là người yêu thôi, dù sao sau này phỏng chừng cũng không trốn thoát được. Nữ nhân kia nhớ tới thái độ khinh thường của Hạ Thiên đối với ma quỷ vừa nãy, cũng lặng lẽ coi Hạ Thiên như không tồn tại, nói với Tô Bối Bối, ta tên Hứa Chân Chân, là hội trưởng hội chuyện ma. Tiếp đó nàng giới thiệu từng người trong nhóm bốn nam nữ trẻ tuổi. Vị nghệ sĩ tóc dài kia tên là Quách Duy Minh, là giáo viên ngữ văn của một trường tiểu học gần đây. Một nam tử tóc dài nở nụ cười về phía Tô Bối Bối. Còn vị muội muội tóc ngắn, có gương mặt như con nít kia tên là Thẩm Anh Tử, là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết kinh dị, hình như bút danh là Thiên Trọng Anh Quái. Mỹ nữ có gương mặt con nít không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngọt, còn chào hỏi với Tô Bối Bối, chào ngươi, hí hí hí. Vị mỹ nữ có phần hơi lạnh lùng này, tên là An An. Soái ca bên cạnh là bạn trai của nàng, tên là Trịnh Lãng, bọn họ là sinh viên năm ba của một trường đại học gần đây. Cặp tình nhân kia đang thì thầm, nghe thấy Hứa Chân Chân giới thiệu về họ, đồng thời ngẩng đầu lên, vị soái ca có khuôn mặt chữ điền khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi. Mỹ nữ kia thì trang điểm đậm và có vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn khẽ hừ một tiếng, biểu thị sự bất mãn. Đại mỹ nữ, không biết ngươi tên là gì? Tô Bối Bối nhàn nhạt nói, ta tên Tô Bối Bối. Bối Bối, đừng bảo ngươi có tỷ tỷ tên là Bảo Bảo nha.
Hứa Chân Chân bỗng nhiên che miệng cười cười. Vậy ngươi có đệ đệ tên là Giả Giả không? Tô Bối 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 nhàn nhạt trả lời một câu. Hứa Chân Chân có chút lúng túng thu liếm nụ cười, khá là áy náy nói, tính của ta khá thẳng thắn, nói chuyện thường sẽ vô ý đắc tội với người khác, nhưng thật ra cũng không có ác ý gì, nên ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không sao cả, Tô Bối Bối tùy ý khoát tay áo một cái, dù sao cũng coi như là làm bạn với nhau, trêu đùa nhau để giết thời gian một xíu, mọi người thoải mái với nhau một chút cũng tốt. Thế hắn là ai? Muội muội mặt con nít liếc Hạ Thiên một cái, hỏi Tô Bối Bối. Tô Bối Bối đáp lại, hắn tên Hạ Thiên, các ngươi không cần để ý đến hắn, coi như hắn không tồn tại là được. Những người khác không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái, Hứa Chân Chân cười ha hả, nhẹ giọng giải thích với mấy người bạn của mình, Hạ Thiên là bạn trai của Bối Bối, có thể là cãi nhau nên xích mích với nhau. Hạ Thiên không có hứng thú về những người này, chỉ là im lặng đứng ở phía sau Tô Bối Bối. Khá lạnh lùng đấy chứ, không thèm quan tâm đến người khác giống như An An. Muội muội mặt con nít hơi bất mãn, trêu chọc nói. Vị mỹ nữ trang điểm đậm tên An An không khỏi lườm muội muội mặt con nít một cái, ngươi nói cái gì? Mỹ nữ mặt con nít tựa hồ có hơi sợ nàng, co rúm lại không nói gì thêm. Nam tử tóc dài không khỏi giải vây, nói, không có gì hết, anh tử chỉ tùy tiện trêu chọc một câu thôi, chưa gì đã giận rồi à? Tất cả mọi người cùng một hội với nhau, đừng căng thẳng với nhau như thế, vui vẻ chút đi. Hứa Chân Chân cũng cười nói, quen biết nhau nhiều năm như vậy, chẳng phải ở trên mạng tán gẫu rất nhiệt tình sao, sao giờ gặp mặt lại lạnh nhạt với nhau thế? Các ngươi là bạn bè qua mạng à? Tô Bối Bối không khỏi hỏi. Hứa Chân Chân gật gật đầu, cười giải thích, đúng vậy, tất cả mọi người quen biết nhau trong Baidu Tiba, sau đó phát hiện có chung sở thích, nên liền thành lập ra một hội, mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức gặp mặt ngoài đời, nhưng mà tất cả mọi người đã quen biết nhau hơn 10 năm rồi. Tô Bối Bối đối với cái gọi là quen biết qua mạng, từ trước đến giờ không xem trọng, nhưng nàng cũng không phủ nhận trên mạng có thể tìm được những bạn bè thật, thế là né tránh chủ đề này, hỏi sang chủ đề khác trong hội của các ngươi, chủ yếu là làm những gì. Ta mới vừa nói đó, chính là nghiên cứu những hiện tượng linh dị. Hứa Chân Chân bỗng nhiên lấy một quyển sách nhỏ ra, đưa cho Tô Bối Bối, đây là tập san của bọn ta, bên trong có một số thành quả nghiên cứu của bọn ta, đương nhiên cũng sẽ giúp người khác giải quyết được một vài sự kiện linh dị đơn giản. Tô Bối Bối có chút nghi ngờ, nói, vậy các ngươi là Mao Sơn đạo sĩ à? Cũng không thể nói vậy, muội muội mặt con nít lắc đầu, chúng ta chính là những người yêu thích chuyện dân gian, nhàn rỗi không việc gì làm, nên cùng thảo luận một chút mà thôi. Nam tử tóc dài kia mở miệng nói, nếu mà vẫn chưa hiểu, thì cứ coi bọn ta là một nhóm yêu thích chuyện kinh dị là được. Kiểu như tiểu thuyết thất giả quái đàm à, Tô Bối Bối nhớ tới một cuốn tiểu thuyết mà thời cấp 3 mình từng đọc qua. Gần giống vậy đấy, Hứa Chân Chân cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao mỗi lần hội của bọn họ giải thích với người ngoài, thì luôn bị hiểu lầm thành hội viết chuyện linh dị, nên cũng không giải thích gì thêm, đến tối, đốt lửa trại. Cùng kể một vài chuyện ma quỷ, cũng khá thú vị đấy. Các ngươi đều tưởng đó là câu chuyện, nhưng còn ta thì đang bị dằn vặt. Mỹ nữ trang điểm đậm kia có chút khó chịu, nói với Hứa Chân Chân, ngươi rõ ràng đã nói, phải giúp ta giải quyết sự kiện đó, kết quả là bây giờ chỉ nói là kể chuyện, ngươi coi ta là gì, tài liệu sống à? Dứt lời, Mỹ nữ trang điểm đậm giận dữ rời đi. An An, ngươi bớt nóng. Chân Chân chỉ nói đùa thôi. Soát ca mặt chữ điền lập tức đứng lên, đuổi theo. Hứa Chân Chân lại kêu hắn trở lại, Quách Duy Minh, ngươi chờ đã. Soái ca mặt chữ điền dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hứa Chân Chân, sao thế? Nhớ dỗ An An trở về, còn có cái kia, cũng chuẩn bị một chút. Trong lúc Hứa Chân Chân nói câu này, vội ý liếc nhìn Tô Bối Bối một cái, rất nhanh liền nở nụ cười, thay ta gửi lời xin lỗi đến An An. Ta thật sự muốn giúp nàng, chỉ là sự kiện đó không thể vội vàng được. À, được thôi, soái ca mặt chữ điền gật gật đầu, tiếp tục đuổi theo mỹ nữ trang điểm đậm. Muội muội mặt con nít thấy soái ca mặt chữ điền đã đi xa, lúc này mới không nhìn được chửi một câu, xuất thân thì tầm thường nhưng lại mắc bệnh công chúa, coi chúng ta giống như người hầu của nàng vậy, còn phải dỗ ngon dỗ ngọt nàng, tâng bốc nàng, ta khinh.
Nam tử tóc dài chừng muội muội mặt con nít một cái, bớt tranh cãi xíu đi, nàng mắc bệnh thật đấy. Nàng bị bệnh thì liên quan gì đến ta chứ? Muội muội mặt con nít vẫn cứ khó chịu, bệnh đó là do nàng tự tìm, nhất định là quả báo, ta còn sợ nàng sẽ liên lụy đến ta nữa này. Ngươi câm miệng, Hứa Chân Chân bỗng nhiên biến sắc, thấp giọng quát muội muội mặt con nít, tốt nhất là đừng có nói mấy câu như thế nữa, biết chưa? Tô Bối Bối lẳng lặng nhìn những người này, trong lòng cảm thán không thôi, quả nhiên ở đâu có người, ở đó có giang hồ, chẳng qua là hội năm người, vẻn vẹn mấy câu nói liền lộ ra lòng người rắc rối và phức tạp. Thật xin lỗi, để ngươi chê cười. Hứa Chân Chân khá là áy náy nói với Tô Bối Bối, đáng lẽ muốn cho ngươi vui vẻ một chút, nhưng lại để ngươi thấy cảnh tượng bất hòa này. Tô Bối Bối khoát tay áo một cái, thuận miệng hỏi, mạo muội hỏi một câu, vị nữ hài tử tên An An có phải là mắc bệnh gì không? Thật ra cũng không thể gọi là bệnh, mà là gặp ma. Hứa Chân Chân nghiêm túc giải thích, dung mạo của An An rất đẹp, trước đây không tô son đánh phấn. Bây giờ trang điểm đậm chính là vì che lấp quỷ hỏa. Quỷ hỏa, Tô Bối Bối nghe được một cái từ xa lạ. Đúng, là quỷ hỏa. Hứa Chân Chân thở dài, đại khái là một tháng trước, trên mặt An An bỗng xuất hiện những hình vẽ quỷ dị. Rõ ràng là do vẽ mà ra, nhưng lại không cách nào rửa sạch, lau cũng không được, thậm chí tìm đến thợ xăm cũng không xóa được. Chuyện này đã dằn vặt tinh thần và thể xác của nàng, lần này bọn ta tập hợp vừa muốn kêu nàng đi ra ngoài giải sầu, vừa cùng nhau thương lượng nên giúp nàng như thế nào. Ra là vậy, Tô Bối Bối thuận miệng cảm khái một câu, thế thì đúng là rất thảm. Bỗng nhiên trên mặt Hứa Chân Chân lộ ra chút hổ thẹn, nói với Tô Bối Bối. Kỳ thực ta tiếp cận ngươi, kêu ngươi đến đây, là có ý đồ khác, xin ngươi thứ lỗi. Tô Bối Bối ngước mắt nhìn Hứa Chân Chân, nhàn nhạt nói, nếu như đủ khả năng, thì ta cũng không ngại giúp người. Vậy thì tốt quá, Hứa Chân Chân nở nụ cười, bắt lấy tay của Tô Bối Bối tay, kích động nói, ngươi quả nhiên là người tốt, ta biết ngươi sẽ đồng ý giúp mà. Ngươi nói thử xem nên giúp nàng như thế nào đây, Tô Bối Bối rút tay mình về. Lúc này, muội muội mặt con nít bỗng nhiên nói, kỳ thực không giúp cũng không sao cả, trên mặt chỉ có hình vẽ mà thôi, cứ coi đó là hình xăm cũng được mà, nói không chừng còn có người khen nàng đi trước xu hướng, như vậy cũng khá nổi loạn đấy chứ. Ngươi nói cái gì? Hứa Chân Chân cũng nổi giận, tiến lên bắt lấy vai của muội muội mặt con nít, ngươi chú ý ngôn từ của mình xíu đi, ta biết ngươi không thích An An, nhưng dù sao nàng cũng là bằng hữu của chúng ta, tại sao ngươi lại nói nàng như thế? Muội muội mặt con nít không nghĩ tới Hứa Chân Chân lại nổi giận, có lẽ cũng ý thức được mình nói sai, chỉ là trên mặt không biểu hiện gì, vẫn cứ giả mồm nói, ta không có nói sai, là các ngươi căng thẳng thái quá, lẽ ra cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói câu này nữa. Hứa Chân Chân chừng muội muội mặt con nít một cách dữ tợn, bằng không, giao tình của chúng ta tới đây là chấm dứt, ngươi quay về đi. Lời này có thể nói là có phần nặng lời. Muội muội mặt con nít thoáng chốc liền không kiềm nén được, trực tiếp khóc hu hu và bỏ chạy. Duy Minh, người đuổi theo nàng, đừng để nàng chạy mất. Hứa Chân Chân bất đắc dĩ thở dài, phân phó với nam tử tóc dài, nói, bãi cỏ gần đây thường có rắn độc, tuyệt đối đừng để nàng bị thương. Biết rồi, nam tử tóc dài gật gù, đuổi theo phương hướng bỏ chạy của muội muội mặt con nít. Hứa Chân Chân hai tay che mặt, hiển nhiên cũng có chút phiền muộn trong lòng. Nói với Tô Bối Bối, thật xin lỗi, để ngươi chê cười. Bọn ta kỳ thực đều có chứng sợ hãi xã hội, mặc dù ở trên mạng tán gẫu rất hừng hực, nhưng mà đều sợ gặp mặt ngoài đời, lần tập hợp này ta phí rất nhiều công sức, mới thuyết phục được bọn họ. Hiện tại xem ra ta đang làm chuyện, làm ơn mắc oán, rồi. Tô Bối Bối không rõ ân oán tình cừu giữa bọn họ, cho nên không muốn tùy tiện đánh giá gì cả, chỉ là nói có một số việc cần bước ra bước thứ nhất. Sau này mới có thể càng ngày càng tốt lên. Cảm ơn ngươi đã an ủi. Hứa Chân Chân nở nụ cười. Tô Bối Bối nhàn nhạt khoát tay áo một cái, ngươi còn chưa nói cần ta làm gì nữa đó. À, đúng rồi, Hứa Chân Chân khôi phục lại tinh thần, vỗ đầu của mình, gần đây bận việc đến nỗi quên động não. Thật ra là, ban đầu bọn ta hẹn hai người bạn, nhưng mà bọn hắn lỡ hẹn không đến được. Thế nhưng nghi thức giúp An An thanh trừ quỷ họa. Cần tới 7 người, ta thấy Tô Tiểu Thư và bạn trai ngươi hình như cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm,
nên mới mạo muội tiếp cận ngươi. Đôi mắt đẹp của Tô Bối Bối hơi nheo lại, đã phát giác được có gì đó không bình thường. Nàng hỏi cần phải làm gì tới mấy lần, nhưng Hứa Chân Chân lại liên tục đổi chủ đề, chính là không nói cụ thể phải làm những gì, trong chuyện này nhất định là có vấn đề, nhưng nàng cũng không có nói toạc ra, muốn nhìn thử xem nàng ta đến tột cùng là muốn giở trò quỷ gì. Cần hắn nữa đúng không? Tô Bối Bối chỉ Hạ Thiên. Hứa Chân Chân trần chờ hỏi, đúng, lẽ nào bạn trai ngươi không tình nguyện sao? Chuyện này không quan trọng, ta nói cái gì thì hắn cũng sẽ nghe theo. Tô Bối Bối nhàn nhạt cười nói. Vậy ngươi thực sự là biết cách dạy chồng đó chứ? Hứa Chân Chân cười khen một câu, con mắt không biết vô tình hay cố ý liếc Hạ Thiên một cái, trong lòng cũng có chút kỳ quái, nữ nhân đẹp như thiên tiên, tại sao lại coi trọng nam nhân thường thường không có gì đặc biệt như vậy, quả thật là hơi lạ. Hạ Thiên lười biếng nói, bởi vì ta đẹp trai, còn là soái ca số một thiên hạ. Hả, cái gì cơ? Vẻ mặt của Hứa Chân Chân khó hiểu, không biết Hạ Thiên nói như vậy là có ý gì. Chẳng phải ngươi muốn hỏi, tại sao bối nha đầu lại thích ta sao? Hạ Thiên bĩu môi, ta đang nói cho ngươi biết nguyên nhân đấy. Hứa Chân Chân ngẩn người, theo bản năng sờ sờ miệng mình, ta có mở miệng hỏi à? Ngươi không có mở miệng. Nhưng mà ta biết, Hạ Thiên có chút không vui, nói, vấn đề này trong lòng ngươi đã nghĩ tới 7, 8 lần, cho nên ta đành phải nói cho ngươi biết, thường thường không có gì đặc biệt không thích hợp với ta, soái ca số 1 thiên hạ mới phù hợp với ta. Ngươi, bạn trai ngươi làm nghề gì vậy? Bác sĩ tâm lý à? Lần này, Hứa Chân Chân bị dọa sợ, hỏi Tô Bối Bối. Tô Bối Bối chừng Hạ Thiên một cái, ra hiệu hắn yên lặng đừng gây chuyện, lập tức giải thích. Hắn đúng là bác sĩ, hơn nữa y thuật còn tạm tạm, nếu mà ngươi tín nhiệm hắn, thì có thể nhờ hắn chẩn đoán bệnh cho An An tiểu thư. Bối nha đầu, ngươi nói sai rồi. Hạ Thiên trịnh trọng sửa lời, ta không phải bác sĩ, mà là thần y. Y thuật cũng không phải là tạm tạm, mà là đệ nhất thiên hạ, trên thế giới này không ai có y thuật mạnh hơn ta. Nữ nhân đó quả thật có bệnh, nhưng mà phí xem bệnh của ta rất đắt, những người này căn bản không trả nổi. Hứa Chân Chân cười một cách lúng túng, trong lòng đã coi Hạ Thiên bị tâm thần, nhẹ giọng nói với Tô Bối Bối, bạn trai ngươi có bị. Tô Bối Bối lần nữa kiến nghị, đầu óc của hắn quả thật có vấn đề, có điều, về phương diện y thuật quả thật rất đáng tin cậy, có cần khám cho người bạn kia của ngươi không? Hay là thôi đi, nàng không có bệnh, chỉ là chúng ta mà thôi. Hứa Chân Chân suy nghĩ một hồi, vẫn cự tuyệt, chỉ cần làm theo nghi thức trong sách. Là có thể loại bỏ, thật xin lỗi. Tô Bối Bối nhàn nhạt nói, không có gì, đây là lựa chọn của mỗi người. Lúc hoàng hôn, An An đã trở về cùng bạn trai của nàng. Không lâu sau, muội muội mặt con nít và nam tử tóc dài cũng vừa nói vừa cười trở về, trông như chưa từng xảy ra chuyện gì. An An, trước đó là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Muội muội mặt con nít vừa về tới nơi, bèn lập tức xin lỗi với mỹ nữ trang điểm đậm. Mỹ nữ trang điểm đậm còn có chút ấm ức, sau khi bị bạn trai đẩy một cái, mới bất đắc dĩ nói, không sao, thật ra tâm trạng của ta cũng không tốt, nhưng cũng không nên nổi đóa với các ngươi. Hứa Chân Chân cười cười vỗ tay một cái, nói tốt rồi, tất cả mọi người đã quen biết nhau nhiều năm trời, không cần vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau tới mức không thể giảng hòa, lát nữa còn có chính sự cơ mà. Thế là, đám người trong nháy mắt cởi bỏ hiểu lầm. Vui vẻ và hòa thuận trở lại, bắt đầu bố trí lửa trại, và chút đồ ăn tối. Tô Bối Bối nhìn ngớ người ra, nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, nếu ta nhớ không nhầm, người làm An An giận dỗi và chạy đi không phải là Hứa Chân Chân sao, tại sao Thẩm Anh Tử lại đi xin lỗi? Bối nha đầu, nàng không cần để ý những chi tiết này, dù sao đầu óc của bọn họ đều có vấn đề. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tô Bối Bối có chút lo lắng nói. Vị Hứa Chân Chân đó đến tận bây giờ cũng chưa có nói muốn chúng ta làm gì, nàng ta rốt cuộc có chủ ý gì. Dù sao cũng không phải là ý kiến hay ho gì. Hạ Thiên bĩu môi. Lúc này, lửa trại đã đốt lên, năm người kia cũng đã ngồi quanh tạo thành một nửa hình tròn. Hứa Chân Chân quay đầu hô với Tô Bối Bối và Hạ Thiên, Bối Bối, còn có. Hạ Tiên Sinh, các ngươi đến đây đi. Coi thử nàng rốt cuộc muốn làm trò gì. Tô Bối Bối nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, nếu như các nàng không có ác ý gì, thì ngươi cứ chọn một thời điểm thích hợp rồi giúp các nàng.
Hạ Thiên nhìn Tô Bối Bối, thế nếu có ác ý thì sao? Ngươi nói xem, Tô Bối Bối chừng Hạ Thiên một cái, sau đó dắt tay Hạ Thiên, đi tới. Hai người các ngươi ngồi ở đây đi, Hứa Chân Chân chỉ vị trí bên trái và phải của mình, cố ý để lại chỗ cho các ngươi, nhưng đúng là có chút xấu hổ thật, vì suy nghĩ cho nghi thức, nên chỉ có thể làm phiền đôi tình nhân các ngươi. Không sao, Tô Bối Bối liếc nhìn chỗ ngồi của mọi người, vừa vặn tạo thành một nửa hình tròn, phía trước chính là lửa trại, nàng và An An vừa vặn ở điểm cuối của cung tròn. Nàng vừa liếc nhìn mặt đất, phát hiện rải ra một tấm bồ đoàn cổ quái, cũng không hề để ý, trực tiếp ngồi lên, còn về Hạ Thiên thì càng ngó lơ. Hứa Chân Chân thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức vỗ tay, nói, hiếm khi mọi người tụ họp lại với nhau, tâm tình của ta quả thật rất cao hứng. Huống chi còn có Bối Bối và bạn trai của nàng gia nhập, mọi người vỗ tay chúc mừng nào. Đám người lập tức lúng ta lúng túng vỗ tay. Được rồi, ta sẽ không nói nhảm nữa, đi thẳng vào chủ đề chính thôi. Hứa Chân Chân thấy mọi người không hứng thú lắm, bèn nói, sự việc của An An, mọi người đều biết. Thật ra là nàng chúng ta từng thấy phương pháp trừ tà từ trong một quyển sách, vì vậy hôm nay liền làm phiền mọi người, cùng nhau thực hiện nghi thức đó, giúp An An thoát khỏi thống khổ. Ngươi muốn bọn ta làm thế nào? Muội muội mặt con nít cúi đầu xuống nhìn hai cây nến một đỏ một trắng được bày bên chân, liền cầm lên châm nến để chơi à? Hứa Chân Chân gật đầu, kỳ thực cũng gần như là thế, bên chân mỗi người đều có hai cây nến, lát nữa nghe theo ta, mọi người đốt chúng, sau đó tay trái cầm nến đỏ, tay phải cầm nến trắng, chờ ta niệm xong thần chú, thì cầm nến đỏ đưa cho người bên cạnh. Nến đỏ bắt đầu từ Bối Bối, kết thúc ở An An. Sau đó An An truyền nến trắng ngược lại, kết thúc ở chỗ Bối Bối, mọi người hiểu chưa? Chuyện này cũng không phức tạp, không có gì khó hiểu cả. Những người khác đều gật đầu, biểu thị đã hiểu. Có vậy thôi à, Tô Bối Bối nghi hoặc, nhìn về phía Hứa Chân Chân. Hứa Chân Chân cười, giải thích với Tô Bối Bối, có vậy thôi, nhưng mà ngươi cũng đừng lo lắng, việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi. Sở dĩ chọn ngươi ngồi bên cạnh, thật ra là vì ngươi khá xa lạ đối với An An, và còn không liên quan gì đến bọn ta, tà vật đó không quen biết ngươi, cũng sẽ không làm hại ngươi. Được thôi. Tô Bối Bối cũng không xem trọng, cho dù thật sự có tà vật gì, nàng đều có thể tiêu diệt hết, huống chi còn có Hạ Thiên ở đây. Khóe miệng của Hứa Chân Chân hơi cong lên, sau đó đi lấy một cây đuốc, đốt nến của tất cả mọi người, lập tức ném cây đuốc sang một bên, trở lại chỗ ngồi. Mọi người nhắm mắt lại, sắp chính thức bắt đầu rồi, vì sức khỏe của An An, và cả sự bình an của mọi người. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tô Bối Bối, nhanh. Truyền nến đỏ của ngươi cho ta. Tô Bối Bối cũng không chần chờ, trực tiếp đưa nến đỏ sang. Phốc! Trên mặt Hứa Chân Chân bỗng nhiên nụ cười hả hê, vừa mới đưa tay tiếp xúc với nến, bỗng dưng há mồm phun ra một ngụm máu. Có chuyện gì vậy? Mấy người khác đều trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Ta không sao cả. Hứa Chân Chân cố nén cảm giác ói ra máu đang cuộn trào trong lòng. Xoay hai cây nến đỏ trong lòng bàn tay nửa vòng, sau đó đưa một cây cho Hạ Thiên cảm phiền truyền đi. Hạ Thiên cười hì hì tiếp nhận nến đỏ, có ý tốt nói một câu, có cần ta đâm cho ngươi một châm không, để bảo đảm ngươi không hộc máu. Không cần, ngươi truyền nến đỏ đi là được. Hứa Chân Chân lau đi vết máu trên khóe miệng, tùy ý khoát tay áo một cái, biểu thị mình không có vấn đề gì, chỉ là ngữ khí lại trở nên dồn dập. Hạ Thiên cũng không làm mấy động tác thừa thãi, đưa nến đỏ cho muội muội mặt con nít ở bên cạnh. Sắc mặt của muội muội mặt con nít đó hơi căng thẳng, học theo Hứa Chân Chân, xoay hai cây nến đỏ ở trong tay nửa vòng, sau đó đưa cho nam tử tóc dài. Cứ lần lượt như thế, cuối cùng nến đỏ đã tới trước mặt An An. An An trước tiên đặt nến đổ trong tay mình ở trước đầu gối, sau đó thổi tắt nến, sau đó nhận cây nến đỏ được truyền tới. Lập tức dùng cây nến đỏ đốt này châm lửa cho cây nến đỏ ở trước đầu gối. Làm xong bước này, nàng liền truyền ngược lại cây nến trắng của mình. Chỉ chốc lát sau, cây nến trắng truyền về tay Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn cười hì hì, nói với Hứa Chân Chân, lần này sẽ không thổ huyết nữa đâu. Đương nhiên sẽ không, Hứa Chân Chân nhìn Hạ Thiên một cách kỳ quái, không biết chuyện này có gì mà mắc cười,
đành phải thúc giục ngươi đưa cây nến trắng cho ta. Đưa cho ngươi, ngươi nhận được không? Hạ Thiên hỏi một cách tùy ý. Hứa Chân Chân nhất thời không hiểu, đáy lòng sinh ra cảm giác bất mãn với Hạ Thiên, ngươi bớt nhiều chuyện, đưa cây nến trắng cho ta là được. Lúc này còn cái gì, cứ làm theo lời Chân Chân đi. Đúng đấy, đừng làm mất thời gian của mọi người. Có nghi hoặc gì, làm xong rồi hỏi không được à? Mấy người khác hơi bất mãn với hành vi của Hạ Thiên, nhao nhao chỉ trích, hoàn toàn không còn khách khí như lúc trước. Hứa Chân Chân hiển nhiên cũng không kiên nhẫn gì, trực tiếp đưa tay cầm lấy nến trắng từ tay Hạ Thiên, sau đó xoay nửa vòng trong lòng bàn tay, rồi lại đưa cho Tô Bối Bối, Bối Bối, toàn bộ dựa vào ngươi, sau khi ngươi cầm cây nến trắng này, xếp chồng lên nhau, đặt ở trước đầu gối là được. Tô Bối Bối nhìn Hạ Thiên một cái, phát hiện hắn không có biểu hiện gì, bèn tiếp nhận cây nến trắng, xếp chồng lên trên cây nến trắng trong tay nàng, sau đó đặt ở trước đầu gối, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chờ hai cây nến trắng của ngươi cháy xong, tai họa trên người An An sẽ biến mất. Hứa Chân Chân nhìn thấy Tô Bối Bối nhận lấy cây nến trắng, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi giải thích với Tô Bối Bối, được rồi, tiếp đó ngươi không cần phải làm gì, mọi người ăn chút gì đó, và nói chuyện phiếm với nhau thôi. Lúc này, Tô Bối Bối hỏi, vừa nãy ngươi hộc máu, bây giờ không có sao chứ? Không, không có việc gì. Hứa Chân Chân sờ sờ chỗ trái tim, loại cảm giác nôn ra máu không kiềm chế được đã không còn, vừa nãy có thể chỉ là khí huyết nhất thời không thông, hiện tại đã ổn rồi. Muội muội mặt con nít có chút đứng ngồi không yên, nói với Hứa Chân Chân, Chân Chân, bây giờ có thể đi lại bình thường rồi chứ, ta hơi buồn tè. Đi đi, đi đi. Hứa Chân Chân khoát tay áo một cái, lại nói với nam tử tóc dài, người dẫn anh tử đi, ở đây là bãi cỏ, có mấy ngàn chiếc lều, rất dễ đi nhầm. Muội muội mặt con nít hơi xấu hổ, ta đi tiểu, một nam nhân đi theo bên cạnh, không hay cho lắm. Nam tử tóc dài chậm rãi đứng dậy, nói với muội muội mặt con nít, hay là ta dẫn người tới đó, gần đây có không ít tên sắc lang, cẩn thận bị người ta chiếm tiện nghi. Thiệt hả? Muội muội mặt con nít không tin, bĩu môi, Quách Duy Minh, có phải ngươi có ý đồ với ta không? Nam tử tóc dài bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi thích nghĩ như vậy cũng được, nhưng nếu ngươi không đi, phỏng chừng sắp tè ra quần. A, muội muội mặt con nít đỏ mặt, bụng váy rồi đứng dậy thở phì phò rời đi, nam tử tóc dài từ từ đi theo sau nàng. Soái ca tên Trình Lãng trấn an bạn gái vài câu, bỗng nhiên đứng dậy, nói với mọi người, ta đi lấy đồ ăn. Đi hai bước, lại quay đầu nói với Hạ Thiên, vị bằng hữu này, ngươi đi cùng với ta chứ, một mình ta hẳn là không cầm hết được. Hạ Thiên căn bản không nhúc nhích, không để ý người này tí nào. Người khác kêu ngươi kìa, ngươi đi một chuyến đi. Tô Bối Bối đẩy Hạ Thiên một cái, nói với hắn, đừng có bất lịch sự như thế, nếu không thì ngươi trở về Giang Hải, chứ đừng có đi theo ta. Bối nha đầu, thật ra hoàn toàn không cần chơi mấy trò tẻ nhạt này với bọn họ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sau đó lại cười nói với Tô Bối Bối, kỳ thực ta còn có trò khác vui hơn, chỉ cần hai người chúng ta là có thể chơi rồi, hơn nữa cái đầu ngươi, ngươi đừng có hòng. Đôi mắt đẹp của Tô Bối Bối khẽ đảo, tức giận lườm Hạ Thiên một cái. Vị bằng hữu này, coi như người yêu bạn gái của mình, cũng không cần phải dính với nhau như thế đâu. Trịnh Lãng cười cợt, chân thành nói với Hạ Thiên, có đôi khi cần cho bạn gái một chút không gian riêng, bằng không nếu áp lực các nàng sẽ cảm thấy chán ghét. Hạ Thiên liếc người này một cái, bất mãn nói, đừng kêu loạn, ta không phải bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không có tư cách làm bằng hữu của ta. Ngươi nói thế thì hơi tổn thương đó. Trịnh Lãng vẫn không có biểu hiện gì, những nữ nhân tên An An nữ nhân thì có chút khó chịu, lớn tiếng với Hạ Thiên, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nói như kiểu người ta muốn làm bạn với ngươi vậy, chi bằng là. Trịnh Lãng lập tức ôm lấy An An, nhỏ giọng dỗ dành nói, được rồi, không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận. Thôi, ta đi với ngươi một chuyến vậy. Hứa Chân Chân thở dài, đứng dậy nói với Trịnh Lãng. Trịnh Lãng không có phản đối, cũng được. Không được, ta cũng muốn đi. An An lại hơi cảnh giác nhìn Hứa Chân Chân một cái, cũng đứng lên. Đưa tay kéo lại khuỷu tay của Trịnh Lãng. Thế là, ba người cùng rời đi. Những người này rốt cuộc đang giở trò gì vây?
Chờ bọn họ đều rời đi, Tô Bối Bối không nhìn được hỏi Hạ Thiên, ngươi nhìn ra chưa? Hạ Thiên cười hì hì nói, một ít trò mèo mà thôi, sao mà không nhìn ra được? Ý ngươi là ta đần à? Tô Bối Bối bất mãn, lấy cùi chỏ chọt chọt vào eo Hạ Thiên, nói mau, là chuyện gì? Hạ Thiên thuận miệng giải thích, kỳ thực nói toạc ra cũng không thành vấn đề, chỉ là một tiểu nghi thức quá mệnh. Quá mệnh, Tô Bối Bối ngẩn người, vẫn không hiểu, nghĩa là sao? Chính là nghi thức kéo dài tính mạng của một tà giáo ở phía Nam, lẽ ra đã biết mất hơn 40 năm rồi. Hạ Thiên nhân cơ hội ôm Tô Bối Bối, nhẹ giọng giải thích ở bên tai nàng, mặc dù ta chưa từng thấy, nhưng lúc trước có nghe đại sư phụ nói về nó. 40 năm trước, hắn đến phía Nam chữa bệnh cho một vị đại lão sắp chết, kết quả là vừa mới tới nơi thì bệnh nhân đã khỏi hẳn. Hắn cảm thấy kỳ lạ, nên đi điều tra thử, sau đó thì phát hiện ra nghi thức tà giáo quá mệnh này. Loại nghi thức này thực sự hữu dụng à? Tô Bối Bối hỏi tiếp. Hạ Thiên không nhịn được cười nhạo một tiếng, hữu dụng cái rắm. Nếu nó thật hữu dụng, thì nó cũng không phải là nghi thức tà giáo, mà là y thuật thần kỳ đường đường chính chính rồi. 3 ngày sau, đại lão đó liền chết bất đắc kỳ tử, ngay cả người nhà của hắn, và cả những người giúp hắn thực hiện nghi thức, toàn bộ đều thổ huyết mà chết. Tô Bối Bối có chút khó hiểu, vô dụng, vậy tại sao còn có người lan truyền nghi thức này? Bởi vì thế giới này luôn có một số đồ đần, cảm thấy mình khác biệt so với mọi người, cảm thấy mình sẽ là ngoại lệ. Hạ Thiên lười biếng nói, bọn họ sẽ coi thường những trường hợp thất bại, trong lòng cho rằng mình nhất định sẽ thành công, người khác không thành công là do người khác xui mà thôi. Tô Bối Bối lại hỏi, vậy ý của ngươi, chúng ta đều phải chết à? Bối nha đầu, nàng lại đần nữa rồi. Hạ Thiên cười hì hì, có ta ở đây, nàng chắc chắn sẽ không chết. Chưa kể, Hứa Chân Chân còn chẳng có linh lực, đoán chừng là loại nghi thức này sẽ uổng công vô ích, bản thân nàng căn bản không chịu nổi phản phệ, chỉ đơn thuần là đang tìm cái chết mà thôi. Ngươi nói ai đang tìm cái chết? Lúc này, sau lưng Hạ Thiên và Tô Bối Bối vang lên một giọng nói lành lạnh. Tô Bối Bối quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Hứa Chân Chân, trong tay nàng cũng không có cầm theo đồ ăn gì, mà là cầm một cây nĩa màu bạc trắng có hình dạng kỳ quái. Ta nói đồ đần nhà ngươi đó. Hạ Thiên hứng hờ, trả lời một câu. Hứa Chân Chân nở nụ cười, múa qua múa lại cây nĩa bạc dài một thước trong tay, nói với Hạ Thiên, thật không ngờ, ngươi vậy mà biết nghi thức quá mệnh, lẽ nào ngươi là người trong đồng đạo? Đừng có nghĩ mình cao siêu. Hạ Thiên bĩu môi, ngươi, và cả 18 đời tổ tông của ngươi đều không có vinh hạnh làm người trong đồng đạo với ta. Hứa Chân Chân giận quá hóa cười. Đặt ngang cây nĩa ở trước ngực, cười gằn không ngớt, khẩu khí của ngươi lớn thật. Lẽ ra sau khi ngươi biết được ta đang làm nghi thức quá mệnh, thì nên đứng dậy chạy trốn mới phải, ai mà ngờ các ngươi lại còn dám ở lại. Ở lại, là muốn nhìn thử các ngươi còn ngu xuẩn tới cỡ nào. Hạ Thiên cười hì hì nói, hơn nữa nghi thức này, chỉ có người của tà giáo kia mới biết, phía sau ngươi hẳn là còn có lão gia hỏa đang dạy ngươi. Hứa Chân Chân lại thề thốt phủ nhận điều này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nghi thức này là ta thấy được từ trong sách. Nói dối ở trước mặt ta là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, bởi vì chẳng những vô dụng, mà còn sẽ vì thế mà mất mạng. Thật ra ta cũng muốn nói như vậy. Hứa Chân Chân đùa giỡn cây nĩa bạc trong tay, ban đầu ta chỉ muốn tìm các ngươi thử nghi thức, cho dù có thành công hay không, thì sau đó vẫn sẽ tha các ngươi rời đi. Thế nhưng... biểu hiện của các ngươi lại làm ta không yên lòng, cho nên ta quyết định phải giải quyết các ngươi. Ngươi định giết người tại đây à? Tô Bối Bối chỉ những chiếc lều ở xung quanh, ít nhất cũng có mấy ngàn chiếc lều, người bình thường tùy tiện hô vài câu là phỏng chừng sẽ có mấy chục đến trăm người tới đây. Hứa Chân Chân nở nụ cười, ngữ khí u ám, nói ta không cần đích thân động thủ, chờ ngọn nến cháy xong, thì các ngươi tự nhiên sẽ chết. Nghe thấy lời này, Tô Bối Bối theo bản năng cúi đầu nhìn hai cây nến trắng xếp chồng lên nhau và đang đặt ở trước đầu gối mình, không biết từ khi nào mà đã cháy gần hết, chỉ còn khoảng nửa đầu ngón tay. Kỳ thực từ đầu tới cuối cũng mới trôi qua vài phút mà thôi, tốc độ thiêu đốt của ngọn nến trên cơ bản đã cố định, không lý nào lại cháy nhanh như vậy được. Ngọn nến này cháy nhanh thật, Tô Bối Bối có chút kỳ quái nói, hình như còn có mùi lạ lạ. Trên mặt Hứa Chân Chân lộ nụ cười âm hiểm. Nói với Tô Bối Bối,
ngọn nến là đồ được chế tạo đặc biệt, tất nhiên sẽ cháy rất nhanh, hơn nữa vì để tránh dây cà ra dây muống, trong cây nến còn thêm một chút hương liệu thôi miên, có thể khiến các ngươi cảm thấy buồn ngủ. Thảo nào ban nãy từng người các ngươi kiếm cớ rời đi. Tô Bối Bối cũng hiểu được, hiện tại uống xong thuốc giải rồi mới quay lại đây, đúng chứ? Mặt Hứa Chân Chân hiện đầy thần sắc thưởng thức con mồi, thảnh thơi giải thích, nói thật ra cũng không cần uống thuốc giải gì cả, thời gian phát huy của loại hương liệu này tương đối nhanh, nhưng chỉ cần né tránh 2, 3 phút là không có chuyện gì. Bây giờ bọn ta vẫn rất minh mẫn, còn chưa bị thôi miên. Tô Bối Bối cũng không có hoảng loạn, ngữ khí tương đối bình thản. Hứa Chân Chân sờ sờ mái tóc xóa ở bên tai, cười nói, thật ra đây cũng là chỗ mà ta tò mò, lẽ ra loại hương liệu kia rất mạnh, nếu người bình thường ngửi thấy, trong vòng một phút tuyệt đối sẽ ngã xuống đất ngủ khò khò, các ngươi đến bây giờ còn chưa cảm thấy buồn ngủ, thật sự là có chút thần kỳ. Nếu mà không phải tận mắt thấy các ngươi hít hương liệu, thì ta còn tưởng rằng các ngươi đã có chuẩn bị từ trước. Vậy ngươi tính làm gì? Tô Bối Bối có chút không vui, nói, muốn ở đây, tận mắt nhìn thấy bọn ta từng chút một lâm vào mê man à. Hứa Chân Chân không chút nào do dự gật đầu, đương nhiên. Chỉ khi hai người các ngươi ngủ, ta mới có thể tiếp tục tiến hành nghi thức quá mệnh, bằng không, các ngươi sẽ cảm thấy thống khổ, ta cũng không dễ làm việc, dù sao đây là lần đầu ta làm chuyện này, ta phải bảo đảm thành công, bằng không thì ta nhiều khả năng sẽ bị phản phệ. Lúc này, Tô Bối Bối nở nụ cười, nói với Hứa Chân Chân, vậy ta chân thành lấy làm tiếc nói cho ngươi biết rằng, loại hương liệu gì đó của ngươi đối với bọn ta vô hiệu, ngươi cũng không có cơ hội để tiến hành bước kế tiếp đâu. Xì xì, Hứa Chân Chân nghe Tô Bối Bối nói xong, không khỏi che miệng cười cười, Bối Bối, ngươi thú vị thật đấy. Ta cũng rất bội phục ngươi, đã đến nước này rồi, cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ thì đã đành, thế mà còn dám lừa ta. Đáng tiếc, ta sẽ không mắc lừa. Tô Bối Bối hơi cạn lời, cuối cùng nàng đã biết tại sao Hạ Thiên luôn nói nàng đần, thì ra khi đối mặt với đồ đần, tâm trạng sẽ bực bội như thế. Lúc này, Hạ Thiên cười cười, nói với Tô Bối Bối, bối nha đầu, nàng không hiểu loại đồ đần này rồi, nàng ta ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy thế giới lớn chừng đó, nên sẽ không tin bên ngoài còn có vũ trụ khác. Ngươi nói ai là đồ đần? Hứa Chân Chân bèn nổi giận. Cây nĩa bạc trong tay chỉ vào Hạ Thiên, có tin ta trực tiếp đâm cây nĩa biến ngươi thành tử thi không? Không tin, Hạ Thiên cười hì hì nói, ngươi có thể thử xem. Hứa Chân Chân hiển nhiên không phải hạng người tốt lành gì, huống chi nàng cho rằng mình đã nắm toàn bộ cục diện trong tay, nên chẳng thèm che giấu sự khó chịu đối với Hạ Thiên. Ngươi chết đi cho ta. Cây nĩa bạc trong tay Hứa Chân Chân bỗng dưng xoay tròn, trực tiếp xiên vào cổ của Hạ Thiên. Oanh! Chỉ tiếc, nàng còn chưa đụng tới Hạ Thiên, cả người nàng liền bay ra ngoài, nặng nề ngã hơn mấy mét, thậm chí đập ngã hai, ba chiếc lều, khiến cho không ít người nhìn về phía này. Hứa Chân Chân rất nhanh liền bò dậy, mặt đầy vẻ khó hiểu, bởi vì nàng hoàn toàn không biết sao mình lại bay ra ngoài. Sau khi trở lại, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, lớn tiếng quát hỏi, ngươi vừa mới làm gì ta? Hạ Thiên cười hì hì nói, ngươi đừng hỏi ta, loại đồ đần như ngươi còn không đáng để ta ra tay. Ngươi nói cái gì? Hứa Chân Chân lần nữa bị chọc tức. Tô Bối Bối mở miệng nói, là ta đạp ngươi, có vậy cũng không phát hiện được à? Ngươi, chuyện này không thể nào. Hứa Chân Chân lắc đầu không tin, dưới cái nhìn của nàng, Tô Bối Bối chính là một nữ nhân xinh đẹp mà thôi, trông có vẻ nhu nhược, sao có thể có khí lực lớn như vậy? Tô Bối Bối thở dài, nói với Hứa Chân Chân, ngươi có tin hay không cũng không quan trọng, có điều, ta chẳng muốn chơi với ngươi nữa, tốt nhất là mang âm mưu quỷ kế của ngươi cút sang một bên, đừng quấy rầy ta ngắm phong cảnh. Âm mưu quỷ kế, chẳng muốn chơi với ta. Hứa Chân Chân không khỏi cười thành tiếng, chỉ vào Tô Bối Bối rồi nói, xem ra ngươi thật sự không biết hiện tại mình đang trong tình cảnh nào, hay là nói ngươi vẫn nghĩ rằng ta đang nói đùa. Ngươi có nói đùa hay không, đã không còn quan trọng. Tô Bối Bối hơi thất vọng, nói, ban đầu còn định hỗ trợ, kết quả là ngươi đã giáp tâm hại người ngay từ đầu, quỷ họa gì đó của An An, thật ra cũng là do ngươi động tay động chân, đúng chứ? Đúng thì như thế nào? Trong ánh mắt Hứa Chân Chân đầy vẻ xem thường, cây nĩa bạc trong tay thỉnh thoảng xoay tròn trong lòng bàn tay, dù sao hôm nay hai người các ngươi đều phải chết,
hơn nữa không có ai phát hiện các ngươi sẽ chết như thế nào, và chết ở đâu, bởi vì không chỉ mạng của các ngươi là của ta, mà thi thể của các ngươi cũng sẽ chịu sự sai khiến của ta. Tổ bối bối lạnh giọng nói, quả nhiên là tà môn ngoại đạo, chắc chắn đây không phải lần đầu ngươi làm chuyện này, trước đây khẳng định đã hại rất nhiều người. Cứ coi như ngươi nói đúng đi, Hứa Chân Chân bỗng dừng gõ cây nĩa bạc trong tay, chỉ thấy những người khi nãy tìm đủ mọi lý do để rời đi, đột nhiên chui ra từ mọi nơi, chỉ là sắc mặt có chút bất thường, đặc biệt là con mắt mờ mịt vô thần, nhìn chẳng giống người bình thường tí nào. Mấy người này đã bị ngươi giết từ trước, Tổ bối bối không khỏi có chút kinh ngạc, mấy người này ban nãy trông còn rất bình thường, sao giờ lại như xác chết di động thế này? Ngươi đoán xem, Hứa Chân Chân cười cười không nói. Tổ bối bối nhàn nhạt nói thôi, trước tiên xử lý ngươi, rồi từ từ hỏi là được. Nghĩa bạc xuất kích, chọn người thành thi, truyền mệnh sống tiếp, quỷ đạo vĩnh hằng. Hứa Chân Chân cười nhạo một tiếng, cây nĩa bạc trong tay xoay hai vòng, sau đó chỉ vào sau đầu muội muội mặt con nít và nam tử tóc dài, rồi chỉ vào Tô bối bối, nói, đi, tóm lấy nàng, đừng để nàng chạy thoát. Muội muội mặt con nít và nam tử tóc dài lập tức gầm thét, nhào tới Tô bối bối, hành động và cử chỉ không giống người, mà giống như dã thú, hoặc nói là zombie trong phim ảnh. Có điều, Tô bối bối cũng không sợ bọn họ, chỉ là nhẹ nhàng tránh né. Sau đó tiện tay chém cạnh tay vào hai người bọn họ. Xem ra còn chưa chết, Tổ bối bối nhận ra hai người này còn có nhiệt độ và tim đập, không khỏi an tâm hơn đôi chút, dầu gì cũng là hai mạng người, có thể cứu ai thì cứu. Hứa Chân Chân có chút ngoài ý muốn nhìn Tổ bối bối, thân thủ tốt như vậy, người học karate hay là taekwondo? Cả hai đều sai, là học võ của ta. Hạ Thiên cười hì hì nói, đều là ta dạy. Tổ bối bối chừng Hạ Thiên một cái, bớt chiếm tiện nghi, ngươi còn chưa phải chồng ta. Còn chưa phải, vậy thì chứng tỏ ta sắp thành chồng của nàng rồi. Hạ Thiên cao hứng nói, bối nha đầu, nàng quả nhiên thầm thích ta. Quỷ mới thích ngươi, đừng ngắt lời. Tổ bối bối bất mãn giống Hạ Thiên, tiếp đó nhìn về phía Hứa Chân Chân, ngươi biến bằng hữu của mình thành ra như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Đương nhiên là trường sinh bất tử. Hứa Chân Chân giữ tợn cười nói, 3 năm trước, ta tình cờ biết được nghi thức quá mệnh, sau đó ta liên tục làm thí nghiệm, phát hiện nó thực sự có tác dụng, hơn nữa còn có thể dựa vào nó để khống chế người khác, thế thì tại sao không tích tiểu thành đại cơ chứ? Chỉ cần số người mà ta khống chế đủ nhiều, là ta có thể mãi mãi bất tử. Tổ bối bối lắc đầu, nói, tà đạo suy cho cùng vẫn là tà đạo, loại trường sinh bất tử này, thì có nghĩa lý gì? Ngươi biết cái gì? Hứa Chân Chân cười lạnh nói, loại người phàm phu tục tử như ngươi sao có thể hiểu, ngươi cũng không cần hiểu, chỉ cần ngoan ngoãn làm xác sống dị động kéo dài tính mạng cho ta là được. Thế thì khẳng định là không được, Tổ bối bối không khỏi quát một tiếng, tà môn ngoại đạo, thương thiên hại lý. Nếu đã bị Tổ bối bối ta gặp phải, vậy thì nhất định không thể để ngươi được toại nguyện. Hứa Chân Chân ôm cánh tay, cười lạnh, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi có bản lãnh này à? Thử xem là biết ngay mà, Tổ bối bối trả lời một câu. Hứa Chân Chân liếc nhìn cây nến trắng của Tổ bối bối, đã cháy chỉ còn một nửa đầu ngón tay, bèn cười nói, được, dù sao còn tầm mấy phút, ta sẽ chơi với ngươi. Dứt lời, cây nĩa bạc trong lòng bàn tay lại chỉ vào sau đầu mấy người khác. An An và bạn trai của nàng trong nháy mắt cũng điên cuồng la hét, vọt tới Tổ bối bối. Cùng lúc đó, muội muội mặt con nít và nam tử tóc dài đã té xỉu trên mặt đất bỗng chốc tỉnh lại, bỗng dưng ôm hai chân Tô bối bối. Chỉ cần có cây nĩa bạc này, ta vẫn có thể liên tục khống chế những người khác. Hứa Chân Chân ngạo nghễ, nhìn Tô bối bối chung quanh đây có mấy ngàn chiếc lều, nói cách khác có hàng ngàn, hàng vạn người sẽ chịu sự khống chế của ta, trở thành xác sống di động kéo dài tính mạng. Đừng khoác lác nữa. Hạ Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Hứa Chân Chân, lười biếng nói, cực hạn của ngươi chỉ có thể khống chế 4 người này, khống chế thêm 1 người nữa là sẽ bị phản phệ. Vậy mà còn có ý đồ với bối nha đầu, thực sự là điếc không sợ súng. Ngươi ra đằng sau ta từ khi nào? Trong lòng Hứa Chân Chân cả kinh, quay đầu liền đâm cây nĩa bạc về phía Hạ Thiên. Giữ nàng lại, để ta giải quyết, Tổ bối bối nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cười hì hì, nhấc chân đạp bay Hứa Chân Chân, được, vậy ta để nàng tới giải quyết.
Hứa Chân Chân bay ngược mấy mét, trực tiếp ngã nhào tới Tô Bối Bối, mặc dù nàng bất ngờ với thân thủ kinh người của Hạ Thiên, nhưng trong chớp mắt, vẫn phải giải quyết Tô Bối Bối rồi tính tiếp. Thế là, thuận thế liền vung cây nhĩa bạc, trực tiếp đâm về cổ trắng như tuyết của Tô Bối Bối. Oanh! Tô Bối Bối chẳng buồn liếc nhìn người này, tung một cước, đá vào mặt Hứa Chân Chân, đạp nàng bay trở ra như bóng cao su. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Chân Chân chật vật lăn lê trên mặt đất, máu mũi tung tóe, hơi kinh hoàng, hỏi, rõ ràng đã trúng mê hương, sao lại không có tí dấu hiệu hôn mê nào? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Hứa Chân Chân, lúc ngươi giả thần giả quỷ, lẽ nào chưa từng nghĩ tới chuyện, có khả năng gặp phải chân thần sao? Chân thần, Hứa Chân Chân cười nhạo, gương mặt khó tin, thế giới này làm gì có chân thần? Ngươi còn nói ta giả thần giả quỷ, ngươi cũng chẳng khác gì ta. Tô Bối Bối cảm thấy rất khó chịu với Hứa Chân Chân. Nàng lạnh lùng nói, ngươi mới là giả thần giả quỷ, còn hắn chẳng qua chỉ nói thật. Ha ha, gương mặt Hứa Chân Chân lộ vẻ trào phúng, chuyện rõ ràng đến như thế, ngươi còn bảo vệ cho người đàn ông của mình. Còn nữa, mặc dù ta không cách nào tán đồng hành vi ứng xử của tên sắc lang chết tiệt này. Ánh mắt Tô Bối Bối hiện lên sự tức giận, bỗng dưng hóa thành ngọn lửa không cách nào kiềm chế, nhưng ngươi còn chưa xứng đánh đồng với hắn, càng không có tư cách mắng hắn. Bành, mặt Hứa Chân Chân bị đá một cái, một lần nữa bay ra ngoài. Lần này Tô Bối Bối dùng sức hơi mạnh, Hứa Chân Chân ngã trên mặt đất, cả nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Bối nha đầu, hình như cô đang tức giận. Hạ Thiên mỉm cười, ta thấy cô không cần thiết phải tức giận vì mấy cái loại ngu ngốc này. Nếu con gái tức giận quá nhiều, da sẽ bị nhăn. Tô Bối Bối trừng mắt nhìn Hạ Thiên, muốn nói đến người chọc ta tức giận nhiều nhất, người chiếm đầu bảng. Bối nha đầu, cô nói sai rồi. Hạ Thiên lắc đầu, tự tin nói, ta chưa bao giờ chọc người phụ nữ của ta tức giận. Ta chỉ làm cho người phụ nữ của ta dễ chịu mà thôi. Nếu cô không tin, bây giờ ta sẽ làm cho cô thoải mái. Không được, người tuyệt đối không được làm loạn. Gương mặt Tô Bối Bối đỏ bừng lên, cuống cuồng nhìn chung quanh, người muốn chết à? Ở đây toàn là người. Hạ Thiên nghi hoặc hỏi, ta chỉ muốn xoa bóp cho cô thôi, có liên quan gì đến nhiều hay không nhiều người ở đây? À, xoa bóp, Tô Bối Bối nhận ra nàng suy nghĩ hơi bị xa, gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ, vội giải thích xoa bóp cũng không được. Ngươi không nhìn thấy bây giờ là tình huống nào sao? Là thời điểm để xoa bóp à? Chẳng sao cả, Hạ Thiên hờ hững nói, chưa đến 3 giây, ta sẽ thuận tay giải quyết xong cái đám ngu ngốc này. Sau đó, chúng ta cùng nhau trở về lều. Ta xoa bóp cho cô, để cô hoàn toàn thư giãn, không được sao? Ngươi nói hay như vậy thì làm đi. Tô Bối Bối không muốn bàn về chủ đề này nữa, ngươi giải quyết nhanh một chút, ta cũng lười lãng phí thời gian với ả. Lúc này, Hứa Chân Chân một lần nữa bỏ dậy, nghe Hạ Thiên và Tô Bối Bối nói chuyện, ả nở nụ cười âm hiểm, chậc chậc chậc, thân thủ hai người các ngươi tốt như vậy, vượt quá dự liệu của ta. Nhìn các ngươi khỏe như thế, chắc hẳn thọ cách và mệnh cách cũng rất cứng. Chờ ta đoạt lại xong, ta sẽ có được lực sinh mệnh mạnh mẽ. Nghĩ đến đã thấy hưng phấn rồi. Này, bây giờ ngươi nên quay người chạy trốn mới đúng chứ, nói không chừng còn có thể nhặt về được một cái mạng. Tô Bối Bối khó hiểu nhìn Hứa Chân Chân, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh khống chế được chúng ta. Bản lĩnh, nói có thì có, nói không thì không. Hứa Chân Chân chậm rãi bỏ dậy. Mặc kệ thương thế trên người bước đến trước mặt Tô Bối Bối và Hạ Thiên, phú quý là cầu trong nguy hiểm. Không thử một chút, làm sao biết không được. Tô Bối Bối thất vọng lắc đầu, hành vi của dân cờ bạc, tự tìm đường chết. Các ngươi mới đúng là tự tìm đường chết đấy. Hứa Chân Chân bỗng nhiên không còn sợ hãi, một chút cũng không khiếp nhược hay lùi bước sau khi bị đánh, ngược lại càng thêm điên cuồng, kể 1000 nói 1 vạn, các ngươi cũng chỉ có quyền cước lợi hại mà thôi. Phù thuật, đạo thuật, thậm chí tiên thuật thật sự tồn tại trên thế giới này. Nhưng các ngươi không được chứng kiến, cho nên các ngươi không biết uy lực của nó. Ta đã nhìn thấy qua, cũng đã từng học qua. Nghe ếch ngồi đáy giếng tự cho mình ưu việt, trong lòng Tô Bối Bối dâng lên một cảm giác rất lạ. Nàng cũng không thể nói với con ếch kia Hạ Thiên chính là tu tiên giả độ kiếp kỳ. Tu vi của nàng cũng đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong. Cái gọi là phù thuật,
đạo thuật trong mắt bọn họ chỉ là trò trẻ con. Hứa Chân Chân vẫn còn đang líu lo không ngừng, Tô Bối Bối nghe không nổi nữa, cắt ngang, được rồi, người nói nhiều cũng vô ích thôi. Nếu ngươi không chạy, ngươi hãy tiếp nhận trừng phạt phải có đi. Vì sao ta phải trốn chứ? Hứa Chân Chân nở nụ cười của người chiến thắng, ngón tay chỉ xuống mặt đất, chẳng lẽ các ngươi còn chưa phát hiện nến trắng của các ngươi đã đốt xong rồi sao? Tô Bối Bối cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, nến song trúc của nàng đã cháy gần đến tâm. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, nó sẽ tắt ngóm. Cây nến của Hạ Thiên ngay từ đầu đã không cháy được bao lâu. Nghi thức đã thành, mạng của các ngươi là của ta. Hứa Chân Chân không còn biểu hiện suy tàn như trước, ngạo nghễ chỉ vào Tô Bối Bối, từ giờ trở đi, các ngươi chính là xác chết biết đi của ta, phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Bằng không, bây giờ ta sẽ giết chết các ngươi. Ngu thì chính là ngu, chẳng có chút não gì cả. Hạ Thiên cảm thấy người phụ nữ này ngu ngốc quá mức, đến bây giờ còn chưa ý thức được cái nghi thức rách nát đó hoàn toàn vô hiệu với hắn và Tô Bối Bối, bối nha đầu, chơi với cái thứ thiểu năng này chán quá. Tô Bối Bối cũng cảm thấy nhàm chán cực kỳ, mặc dù ta không muốn đả kích ngươi, nhưng nghi thức này của ngươi vô dụng với chúng ta. Nếu các ngươi đã muốn chết đến như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hứa Chân Chân bỗng nhiên múa ngân xoa tử trong tay, miệng lẩm bẩm, điểm vào mi tâm Tô Bối Bối một cái, nến diệt hồn lên, quỷ đạo vô chỉ, chọn người thành thi, nghe ta khu trì. Từ ngữ nghe có vẻ không tệ, nhưng vô dụng thì chính là vô dụng. Tô Bối Bối lạnh nhạt nói. Không thể nào, Hứa Chân Chân không thể tiếp nhận được hiện thực, cứ lặp đi lặp lại nhưng vẫn không có tác dụng, không thể nào, nghi thức đã hoàn thành. Nến đỏ qua tay, nến trắng đã đốt hết, không hề có chút sai lầm nào, làm sao mà thất bại cho được. Hạ Thiên cười nói, người nghĩ không ra là đúng rồi. Loại ngu ngốc không có đầu óc như ngươi làm sao mà nghĩ thông. Ngươi mắng một câu ngu ngốc nữa xem. Hứa Chân Chân giống to với Hạ Thiên, đang định xông lên vật lộn với hắn, nhưng vừa mới đi được hai bước, ả chợt nhớ ra mình không phải đối thủ của hắn, lập tức ngừng lại, hừ, cho dù nghi thức vô hiệu, ta cũng có cách giết chết các ngươi. Có gì ngươi cứ đem ra dùng hết đi, nếu nó vẫn nhàm chán, ta sẽ xử lý ngươi ngay lập tức. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hờ hững nói. Tô Bối Bối lấy làm lạ nhìn Hạ Thiên. Nhẹ giọng hỏi, trước kia ngươi không phải sát phạt quyết đoán lắm sao? Tại sao bây giờ ngươi lại rông dài, nói nhảm nhiều với ả như thế? Bối nha đầu, nếu cô đồng ý đêm nay ngủ với ta, ta sẽ không nói hai lời xử lý ả ngay. Hạ Thiên nhếch miệng, sau khi đa số mấy bà vợ của hắn đến Tiên Vân Đại Lục, niềm vui thú của hắn đã bị giảm bớt. Hắn lại chưa tìm được mỹ nữ có thể khiến hắn để mắt. Nếu còn không tìm một số chuyện giết thời gian, hắn sẽ chán muốn chết. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Bối Bối bó tay. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng không để ý Hạ Thiên có bao nhiêu phụ nữ. Dù sao, mưa dầm thấm đất, tập mãi thành quen. Nàng biết Hạ Thiên nhìn như lạm tình, thật ra là đa tình. Ít nhất hắn rất quan tâm đến từng người, thậm chí còn tặng cho bọn họ vô số hồi báo khó có thể tưởng tượng, so với mấy tên trạch nam cặn bã không chịu trách nhiệm còn tốt hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Trong lòng nàng đã sớm có một loại dự cảm, nàng nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của Hạ Thiên, nhưng nàng lại không muốn nhanh như thế, dễ dàng trầm luân đến như thế, hoặc có thể nói nàng đang chờ một thời khắc duy nhất thuộc về nàng, khiến cho nàng hoàn toàn không còn khúc mắc, thật sự yêu Hạ Thiên. Nàng không biết khi nào thì nó đến, nhưng trước khi thời khắc đó đến, nàng quyết không tùy tiện giao mình ra. Đủ rồi, ta không rảnh nghe các ngươi liếc mắt đưa tình ở đây. Hứa Chân Chân cắm ngân xoa tử vào trong bãi cỏ, các tiểu khả ái của ta, mau ra ngoài kiếm ăn đi. Hôm nay, các ngươi nhất định sẽ ăn no. Tô Bối Bối nhướng mày, ả đang làm gì vậy? Hai, ả đang làm chuyện tự diệt vong. Hạ Thiên nhếch miệng, đưa tay ôm eo Tô Bối Bối, bối nha đầu, nếu ở lại thêm một chút nữa, cô sẽ không kiềm được nỗi lòng đâu. Cô nên ôm chặt ta đi. Ngươi không phải muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi của ta chứ? Tô Bối Bối nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Thiên, gan của ta không nhỏ, không có thứ gì có thể dọa được ta. Vừa dứt lời, thảm cỏ đột nhiên động đậy, tiếp theo một con chuột xông ra, trong nháy mắt đã chạy đến bên chân Tô Bối Bối. A, chuột, Tô Bối Bối bị dọa nhảy vào lòng Hạ Thiên. Cho dù nàng là thánh nữ cường nhân,
ở sâu trong nội tâm nàng vẫn là một cô gái nhỏ. Sợ chuột cũng là chuyện bình thường. Huống chi, từ trong mặt cỏ chui ra không phải một hai con chuột mà là hàng ngàn hàng vạn con chuột. Sinh sôi nhiều nhất bên dưới thảm cỏ không phải rễ cây mà là chuột. Đám vật nhỏ này bình thường sẽ không xuất hiện, thậm chí còn sợ xuất hiện. Nhưng lúc này, chúng lại kết thành đội ngũ, nóng nảy bất an từ dưới lòng đất súng mãnh tiến ra, không ngừng phóng đến Hạ Thiên và Tô Bối Bối. Điều kỳ lạ chính là, mấy ngàn cái lều, mấy ngàn con người, nhưng không một ai phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nhiều chuột như vậy, buồn nôn quá, tiếng kêu của chúng nghe phiền quá. Ở công ty, hình tượng Tô Bối Bối là băng mỹ nhân. Cho dù trước mặt Hạ Thiên, nàng cũng ngạo khí vô cùng. Bây giờ, rốt cuộc nàng cũng đã có chút tư thái của phụ nữ, phát run trong lòng Hạ Thiên. Hạ Thiên ôm chặt lấy Tô Bối Bối, tâm trạng ngược lại rất vui vẻ, bối nha đầu, cô yên tâm đi, có ta ở đây, bất kỳ thứ gì cũng không tổn thương được cô đâu. Các bảo bối, nhào lên cắn chết bọn chúng cho ta. Hứa Chân Chân rút ngân xoa tử lên khỏi mặt cỏ, chỉ vào Hạ Thiên và Tô Bối Bối, ra lệnh cho mấy con chuột. Chít 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 chít, hàng ngàn hàng vạn con chuột giống như thủy triều đen kịt lưu động, rất nhanh đã đến trước mặt Hạ Thiên và Tô Bối Bối, trong nháy mắt đã bao phủ hai người. Ha 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 ha, Hứa Chân Chân ngửa đầu ra sau cười như điên. Sau vài giây, tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, thay vào đó là biểu hiện cực kỳ hoảng sợ, không. Hạ Thiên và Tô Bối Bối vẫn bình yên vô sự. Sư phụ, cứu ta, cảnh tượng mà Hứa Chân Chân nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo giác. Người thật sự bị hàng ngàn hàng vạn con chuột bao phủ chính là ả. Đáng tiếc, khi ả phát hiện không ổn, tất cả đã quá muộn. Giọng nói của ả, sợ hãi, nghi ngờ đều bị chôn vùi. Cho dù ả có biểu đạt ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Tô Bối Bối cũng không đồng tình với Hứa Chân Chân. Tất cả đều do ả gieo gió gặt bão. Ả nhận được kết quả đó cũng là trừng phạt đúng tội. Một lát sau, Tô Bối Bối phát hiện Hạ Thiên vẫn ôm eo của nàng như cũ, không khỏi nói, ngươi có thể buông ta ra được rồi. Bối nha đầu, đừng nóng vội, còn chưa kết thúc đâu. Hạ Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói. Tô Bối Bối ngẩn người. Nàng cũng không tìm được dấu hiệu Hạ Thiên cố tình chiếm tiện nghi nàng trên gương mặt của hắn. Nàng quay sang nhìn đám chuột đang từ từ rút lui, thầm nghĩ chẳng lẽ Hứa Chân Chân còn có chiêu thức nào nữa sao? Tuy nhiên, khi nàng nhìn ra bãi cỏ phía ngoại ô, nàng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Hứa Chân Chân, bao gồm những người bạn của nàng cũng không thấy luôn. Bãi cát ngoại ô to như vậy, ngoại trừ tiếng chuột kêu chít chít, mọi thứ còn lại đều yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong nháy mắt, Tô Bối Bối thậm chí còn hoài nghi cái lều đó có phải là cái bẫy Hạ Thiên nhằm vào nàng hay không. Nếu không phải, tại sao lại quái dị đến như thế? Những người kia làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, trời còn chưa tối đã đi ngủ. Điều kỳ lạ nhất là, có đến mấy ngàn cái lều nhưng nàng lại không cảm nhận được chút nhân khí, một sự tính toán tỉ mỉ đến đáng sợ. Nhưng khi nàng và Hạ Thiên xuất hiện ở đây, rõ ràng là một chuyện rất tình cờ. Không thể nào có người lên kế hoạch trước được. Cái gì cũng không có mà, người không phải đang kiếm cớ chiếm tiện nghi của ta đấy chứ. Tô Bối Bối đợi tất cả đàn chuột quay lại lòng đất, cũng không phát hiện có điều gì lạ thường, không khỏi nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nói, nếu đám ngu ngốc các ngươi không muốn ra, các ngươi mãi mãi cũng đừng ra. Nói xong, Hạ Thiên lười biếng giơ chân, đạp mạnh xuống bãi cỏ một cái. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra từ bãi cỏ, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Tô Bối Bối. Ngay sau đó, một vài chỗ trên mặt đất nứt ra, một số thi thể bị chuột lôi lên mặt đất. Không thể nào, có người núp dưới lòng đất, Tô Bối Bối cảm thấy tình huống trước mắt vượt ra khỏi nhận biết của nàng, tại sao bọn họ lại làm được. Hạ Thiên mỉm cười nói với Tô Bối Bối, bối nha đầu, điều này cũng chẳng có gì lạ. Nếu cô muốn sinh sống dưới lòng đất, cô cũng có thể làm được, hơn nữa còn lợi hại hơn bọn họ nhiều. Tại sao ta lại muốn sống dưới lòng đất chứ? Tô Bối Bối trợn mắt nhìn Hạ Thiên, hỏi ngược lại, đám người đó là ai? Cùng một bọn với Hứa Chân Chân sao? Hạ Thiên đáp, phải mà cũng không phải. Nói tiếng người đi, Tô Bối Bối nói. Hạ Thiên giải thích, đám ngu ngốc đó thật ra cũng là đồng bọn của Hứa Chân Chân, nhưng mục tiêu của bọn họ không giống nhau. Mục tiêu không giống,
Trong lòng Tô Bối Bối vẫn tràn ngập nghi hoặc, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, mục tiêu đầu tiên của Hứa Chân Chân chính là nàng. Hơn nữa, khi nàng đến đây, rất có thể đã bị để mắt đến. Nếu mục tiêu của đồng bọn Hứa Chân Chân không phải nàng, vậy cũng chỉ có thể là Hạ Thiên. Nhưng tại sao đám người đó lại có thể khẳng định Hạ Thiên nhất định sẽ xuất hiện? Điều này là điều mà nàng không thông nhất. Cũng khó trách nàng không nghĩ ra. Nàng không biết nhóm người Hạ Thiên, Y Tiểu Âm đến núi Vũ Công để dò xét cổ mộ, cứ tưởng Hạ Thiên đến tìm nàng. Chậc chậc chậc, uy lực một cước kinh khủng nhỉ. Một bóng người già nua từ trong một cái lều bước ra, vỗ tay cười nói, người còn lợi hại gấp trăm lần so với quỷ y Trương Minh Đà. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Hạ Thiên lại ngáp một cái, liếc nhìn lão già, ngươi là ai vậy? Dáng người ông cụ thấp bé, đoán chừng chưa đến 1,5 mét, nhưng râu dưới cằm lại dài rũ xuống đất, khắp gương mặt toàn là nếp nhăn. Ông ta cười ha hả, người đó là Trương Tu Thuận, giáo chủ Song Trúc giáo. Hứa Chân Chân mà ngươi giết vừa nãy là đồ đệ của ta, nhưng nó một chút cũng không nên thân, chết cũng tốt, tránh lãng phí lương thực. Song Trúc giáo, Hạ Thiên nhếch miệng, là tà giáo đã bị đại sư phụ lừa gạt 40 năm trước. Nó đã sớm bị diệt rồi, người từ đâu mà xuất hiện thế? Người đi gần bờ hồ, sao có thể không ướt giày? Lão già râu dài cười khẽ, nói với Hạ Thiên, cho nên, chuẩn bị nhiều đường lui mới là chân lý trường thịnh bất diệt. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, nếu người đã nhặt về được một cái mạng, người cứ tham sống sợ chết là được, tại sao người nhất định phải chạy ra ngoài muốn chết chứ? Ha ha, lão già râu dài vẫn không nhanh không chậm cười một tiếng. Ánh mắt đục ngầu tinh tế đánh giá Hạ Thiên, mấy năm qua, ta vẫn luôn điều tra hành tung của quỷ y Trương Minh Đà, từ đó biết ngươi. Nhưng ngươi quá lợi hại, hơn nữa phong mang tất lộ, muốn ra tay với ngươi, cái giá phải trả vượt qua dự tính của ta. Không nghĩ đến, 20 năm trôi qua, ngươi vẫn rơi vào bẫy của ta. Được rồi, ngươi đừng nói nhảm nữa. Hạ Thiên ngáp một cái. Hắn nghe mấy lời này nhiều lắm, chẳng thú vị chút nào. Lão già râu dài vỗ tay, cho dù ngươi rơi vào nguy hiểm, ngươi cũng vẫn phách lối, bá khí như vậy. Đây chính là tính cách mà sư phụ ngươi quỷ y Trương Minh Đà không có. Với tư chất này của ngươi, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. Như vậy, thành tựu của ngươi không chỉ đạt đến mức như ngày hôm nay. Thật sự đáng tiếc. Tại sao da mặt ông ta lại dày như vậy chứ? Tô Bối Bối nghe không nổi nữa. Hạ Thiên mỉm cười, bối nha đầu. Không phải mặt ông ta dày mà là ông ta không có mặt. Hai, nhiều lời vô ích, ta nên trực tiếp tiễn các ngươi lên đường. Lão già râu dài bỗng dưng đổi sắc mặt, lấy một cây sáo ngọc từ trong ngực ra, hôm nay ta sẽ luyện hai ngươi thành nến đỏ nến trắng, miễn cưỡng giúp lão già ta có thêm 30-50 năm tuổi thọ. Tiếng sáo du dương lan truyền trên bãi cỏ ngoại ô trống trải đến phương xa. Mấy ngàn cái lều bỗng nhiên chuyển động. Nam nam nữ nữ từ bên trong bước ra, nhìn thì tươi tỉnh, ánh mắt chẳng khác nào người sống nhưng hành động lại như cái xác không hồn. Đây, đây là, Tô Bối Bối cứ tưởng rằng nàng sẽ không giật mình, không nghĩ đến vẫn phải hoảng hốt. Ít nhất có đến mấy ngàn người, chẳng lẽ tất cả đều bị lão già râu dài khống chế. Như vậy, thực lực của ông ta quá kinh khủng rồi. Hạ Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt, một chút cũng không hoảng sợ, lười biếng nói, ẩn núp mấy chục năm. Một chút tiến bộ cũng không có. Nói ngươi một câu phế vật cũng không đủ. Lão già râu dài thổi sáo ngọc, không rảnh phản bác, sát khí trong mắt càng thêm dày đặc. Rất nhiều người từ bốn phương tám hướng lao đến Hạ Thiên và Tô Bối Bối, không bao lâu sau đã vọt đến trước mặt, nhưng cũng không trực tiếp công kích mà bao vây hai người ở giữa. Bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta giải quyết lão già kia rồi nói. Tô Bối Bối cau mày, nhưng nàng cũng không lùi bước. Nàng sợ chuột chứ không sợ người, rất nhanh đã đưa ra phán đoán chính xác. Hạ Thiên mỉm cười, cô yên tâm đi, còn chưa đến lúc chúng ta ra tay đâu. Lão già này sẽ tự gặp quả báo. Chẳng lẽ ngươi đã sớm có đối sách, Tô Bối Bối hỏi. Hạ Thiên vẫn còn chưa kịp trả lời, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, rất nhiều con chuột một lần nữa giống như thủy triều nhào lên. Lão già râu dài tiếp tục thổi sáo. Chỉ là tiếng nhạc không còn du dương mà chuyển sang sắc nhọn, đâm vào màng nhĩ khiến người ta đau nhức. Đám chuột lao ra trong nháy mắt trở nên nóng nảy, mắt của chúng biến thành màu đỏ, phát ra một luồng khí tức không rõ. Đi, cắn xé da thịt của chúng đi,
Lão già râu dài thu lại sáo ngọc, tay chỉ Hạ Thiên và Tô Bối Bối, lão phu muốn đẩy nhanh tốc độ thâu đêm, luyện hóa bọn chúng thành thiên đăng kéo dài tính mạng. Nhưng một điều kỳ quái đã xảy ra, đám chuột kia nghe mệnh lệnh của ông ta lại xuất hiện do dự, con nào cũng đảo quanh ngay tại chỗ. Sao, chuyện gì đã xảy ra? Lão già râu dài cảm thấy nghi hoặc, một lần nữa ra lệnh đi. Lúc này, mặt đất dưới chân lão già râu dài bỗng nhiên lỏng ra, một cái đầu xông lên, kêu to với ông ta, sư phụ, vì sao ngươi không cứu ta? Lão già râu dài giật nảy mình, cả kinh ngã nhào xuống đất, ngươi không chết. Xem ra lão nhân gia ngươi ước gì ta chết đi. Hứa Chân Chân dính đầy cỏ và bùn, gương mặt hiện lên sự oán độc, ngươi đã từng nói sẽ giúp ta lật tẩy, kết quả ngươi lại bắt ta làm mồi, thỏa mãn ý đồ của ngươi. Sau khi vi sư gia tăng tuổi thọ, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Bây giờ ngươi đừng quấy rầy nữa. Lão già râu dài lập tức trấn an, chỉ cần luyện hai người kia thành nến trắng nến đỏ, đến lúc đó, vi sư sẽ chia cho ngươi 20 năm tuổi thọ. Ngươi gạt người, Hứa Chân Chân một chút cũng không tin lời nói của lão già râu dài, hai tay như chảo giữ chặt hai chân ông ta, kéo ông ta vào lòng đất. Lão già râu dài liều mạng giãy giụa, đáng tiếc, dù sao ông ta cũng tuổi già sức yếu, không thể hất hai tay Hứa Chân Chân. Lúc này, đàn chuột một lần nữa nhào về phía hai người. Tên nghịch đồ nhà ngươi, xem ta có làm thịt ngươi trước không? Lão già râu dài tức đến mức thở hổn hển, đâm thẳng cây sáo trong tay vào cổ họng Hứa Chân Chân. Hứa Chân Chân đã phát điên, không tránh không né, há miệng cắn lấy gót chân lão già râu dài, muốn chết thì cùng chết. Ngươi muốn vứt bỏ ta, không có cửa đâu. A! À, lão già râu dài kêu thảm một tiếng, cây sáo trong tay rơi xuống đất. Lúc này, đàn chuột đã kéo đến, nhanh chóng che phủ hai người, sau đó kéo cả hai xuống lòng đất vô tận. Tô Bối Bối nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi nói với Hạ Thiên, người đã sớm tính toán trước. Chuột thì nên ở dưới đất, đời này cũng đừng đi ra. Hạ Thiên cũng không trả lời, chỉ đáp lại một câu. Lúc này, những người bị tiếng sáo khống chế trong nháy mắt đã khôi phục thần trí. Ánh mắt bọn họ hiện lên sự mờ mịt, hoàn toàn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, càng không rõ tại sao bọn họ lại bao vây một cặp tình nhân trẻ. Hạ Thiên đột nhiên hôn lên mặt Tô Bối Bối một cái. Ngươi làm gì vậy? Tô Bối Bối sửng sốt. Đám người kia hình như ý thức được điều gì, bắt đầu vỗ tay, sau đó còn kêu lên, hôn đi, hôn đi. Một bầu không khí náo nhiệt tự động phát sinh, tất nhiên cũng sẽ tự động kết thúc. Toàn bộ bãi cỏ ngoại ô cuối cùng cũng đã sống lại. Khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, có người đang hát, có người đang khiêu vũ, có người cười, có người khóc. Nhân gian muôn màu, một bầu không khí sinh hoạt bình thường trong nháy mắt được khuấy động lên. Tô Bối Bối rốt cuộc cũng có được sự yên tĩnh nhất thời. Nàng ngồi trên bãi cỏ, bình thản ngắm sao trời sáng chói. Bầu trời đêm lúc này thật sự rất đẹp. Bức màn đen vô tận được bao phủ bởi những viên kim cương đủ màu sắc, trong trẻo động lòng người. Hạ Thiên ngồi sau lưng Tô Bối Bối, che chắn cho nàng cực kỳ chặt chẽ, đồng thời thay nàng cản lại gió lạnh và những ánh mắt không thiện ý. Nhìn bầu trời đêm như thế này thật đẹp, Tô Bối Bối cảm khái, nhất là sau khi trải qua một loạt khó khăn trắc trở, lại càng cảm thấy sự yên tĩnh này thật sự khó có được. Hạ Thiên mỉm cười nói, bối nha đầu, nếu cô thích xem, ta có thể mang cô bay lên bầu trời để xem. Vậy thì không cần đâu. Tô Bối Bối lắc đầu, cách quá gần, ngược lại có thể nhìn thấy những tinh cầu mấp mô bên trên. Tô Bối Bối đã nói như vậy, Hạ Thiên tất nhiên cũng không dây dưa đề tài này nữa. Hắn chậm rãi ôm lấy Tô Bối Bối từ đằng sau, tắm trong cơn gió nhẹ, cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể mỹ nhân trong lòng. Tên háo sắc ngươi không thừa cơ động tay động chân với ta, đúng là khó có được. Tô Bối Bối thật sự rất thích cảm giác này. Lúc này, nàng mới cảm nhận được người đàn ông phía sau thuộc về nàng, là một cảm giác yêu đương thật sự chứ không chỉ là tình dục hoặc phát tiết. Hạ Thiên sau lưng không trả lời. Tô Bối Bối cảm thấy lạ, vội quay đầu lại, phát hiện Hạ Thiên đã ngủ từ lúc nào. Hai, đã hơn 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Tô Bối Bối không khỏi lắc đầu, sau đó dìu Hạ Thiên vào trong lều. Nàng vốn định thuê một cái lều khác, do dự một chút, nàng vẫn nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên, lẳng lặng nhìn gương mặt của hắn. Phát hiện khóe miệng của hắn có nước bọt,
nàng không khỏi mỉm cười lắc đầu. Sau khi đưa tay lau nước bọt giúp Hạ Thiên, Tô Bối Bối phát hiện mình cũng đã buồn ngủ. Cộng thêm vừa rồi trải qua một số việc, chơi đủ nhiều, nàng liền kéo khóa lều xuống, ngủ bên cạnh Hạ Thiên. Tô Bối Bối nhắm mắt không bao lâu, nàng đã phát ra tiếng thở đều, hiển nhiên đã ngủ say. Lúc này, Hạ Thiên hơi mở mắt, cười một tiếng rồi kéo Tô Bối Bối vào lòng. Chấm. Sáng hôm sau, Tô Bối Bối tỉnh lại. Nàng nhìn thấy quần áo của mình lộn xộn, hai tay của Hạ Thiên còn không thành thật đặt trên người nàng. À, cái tên háo sắc chết tiệt này, người đứng lên cho ta. Tô Bối Bối kinh hô một tiếng, đẩy Hạ Thiên ra, hằm hằm nhìn hắn, người đã làm gì ta? Hạ Thiên mở mắt, thản nhiên đáp, ta chẳng làm gì cô cả. Ngươi còn dám nói cái gì cũng không làm. Tô Bối Bối nhìn quần áo của mình, cũng may là chúng vẫn còn ở trên người, chỉ là cái áo quả thật không che được xuân quang. Ngươi xem quần áo của ta lộn xộn như thế, vừa rồi tay của ngươi còn đặt ở, nhất định là ngươi đã làm gì rồi. Bối nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, từ trước đến nay ta chưa bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đương nhiên cũng không có khả năng thừa dịp cô còn đang ngủ mà chiếm tiện nghi của cô. Ngươi nói đúng là buồn cười. Tô Bối Bối tức điên lên, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi còn dám nói bậy trước mặt ta. Thế ngươi nói vừa rồi tay của ngươi đặt ở chỗ nào trên người ta? Ồ, cô nói là cái này sao? Hạ Thiên nhìn tay của mình, sau đó bày ra vẻ mặt chân thành nhìn Tô Bối Bối, nghiêm túc giải thích, cô cũng biết thời tiết bây giờ đang nóng lên. Đêm qua, ta thấy cô nóng đến toát mồ hôi, cũng định giúp cô cởi áo ra, nhưng cô cứ xoay người mãi, thành ra cởi không được. Thật sao? Giọng nói Tô Bối Bối lạnh lại, gương mặt chỉ toàn là biểu hiện để ta xem ngươi rảo biện như thế nào, vậy tay của ngươi không thành thật thì giải thích ra sao? Biểu hiện của Hạ Thiên vẫn không thay đổi, điều này thật ra cũng không có gì phải giải thích. Cô cũng biết ta có băng hỏa linh thể. Sau khi cô nóng lên, để hạ nhiệt độ, cô liền cầm tay của ta. Khi đó ta cũng đã ngủ thiếp đi, thành ra không cách nào từ chối. Nói hươu nói vượn, ngươi chính là một tên háo sắc. Tô Bối Bối chỉnh lại quần áo, chừng đôi mắt đẹp nhìn Hạ Thiên, ta không thể ở chung với ngươi được nữa. Nếu không, ta sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi ăn sạch. Hạ Thiên cười nói, bối nha đầu, cô nói sai rồi. Cô thèm ta muốn chết, có ý đồ xấu với ta. Dù sao, ta cũng là thiên hạ đệ nhất soái ca. Đẹp trai cái đầu ngươi đấy. Ai đùa với ngươi, Tô Bối Bối tức giận nói, ngươi mau dậy đi, lát nữa ta sẽ trả lều. Trưa nay ta phải về Giang Hải, chuyến đi này xem như ngâm nước nóng rồi. Bối nha đầu, cô đừng gấp như thế. Ta có thể ngủ với cô thêm một lát nữa. Hạ Thiên kéo Tô Bối Bối lại, lão bà Tiểu Y Y đang ở Giang Hải, không có chuyện gì đâu. Cô muốn đi bao lâu cũng được. Tô Bối Bối hơi buồn cười nói, ngươi cho rằng ta sốt ruột chuyện công ty sao? Ta sợ ở lâu với ngươi, bị tên háo sắc ngươi nuốt cả da lẫn xương. Ta không đáng sợ như vậy đâu, hơn nữa ta cũng không ăn thịt người. Hạ Thiên cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.